2012 tại Pháp hội Niệm Phật A Di Đà, Quan Âm Tịnh Thất, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam, tổ chức cộng tu một ngày Chủ Nhật. Hôm nay quý vị về rất là đông, giáo nhàn hết sức là hoan hỷ tán dương cái công đức của quý vị. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, hôm nay chương trình Thầy tiếp tục giảng kinh Vô Lượng Thọ. Phẩm thứ hai là Đức Tuân Phổ Hiền. Thì đặc biệt hôm nay có một cái gia đình ở bên Pháp về, cô tên là Diệu Hồng, dắt một ông chồng người Pháp về đây để xin quy y. Mời hai vợ chồng ra ha. Thưa quý vị, hôm nay Pháp hội của chúng ta có được hai nhân vật rất là đặc biệt. Vừa rồi Thầy đang ở khu chuyên tu thì hai vợ chồng bên Pháp về muốn gặp Thầy. Thì khi Thầy lên thì Thầy thấy cái sự mầu nhiệm của hai vợ chồng rất là vi diệu. Nhất là người chồng là người theo đạo Công giáo. Nhà hôm nay gặp Thầy lại phát Bồ Đề Tâm xin quy y. Đây là điều rất là lạ. Thì đó là chương trình Thầy giới thiệu sơ lược để chúng ta bắt đầu đi vào trong Kinh Vô Lượng Thọ. Thì sau khi buổi giảng Kinh Vô Lượng Thọ xong thì Thầy sẽ mời hai vợ chồng, nhất là người vợ, người Việt Nam ở Nha Trang. Có nhiều cái sự vi diệu kỳ tích mà khi sang đất nước Pháp, là đất nước mà thuần là Công giáo nhưng mà cô lại biết tu theo Tịnh Độ. 2007 gặp được cái đĩa của Pháp hội của mình, thì từ lúc đó bắt đầu phát tâm tu Tịnh Độ, nguyện 4-5 năm trời bữa nay mới được về đó quý vị. Dạ vâng. Thì thưa quý vị, Thầy đã giảng xong cái phẩm thứ nhất, đó là Pháp hội Thánh chúng. Thì từ cái giảng đề kinh đến Pháp hội Thánh chúng là 5 đĩa. Đĩa số 1, đĩa số 2, đĩa số 3, đĩa số 4 và đĩa số 5. 5 đĩa này là gồm có đề kinh là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, và phẩm thứ nhất là Pháp hội Thánh chúng. Thưa quý vị, cứ đến ngày Chủ Nhật, lòng của Thầy hân hoan vui vẻ,
và lên đây được gặp toàn thể quý Phật tử, cho nên thầy chuẩn bị từ sớm từ khuya thức dậy để lo để lên trên này thuyết giảng, đặt những cái máy quay phim để mà làm những cái băng đĩa gửi đi các nơi trên thế giới. Thì cái băng đĩa của chúng ta được hai vợ chồng người ở Pháp, thì cô này Diệu Hồng này thì được chỉ xem qua đĩa thôi, mơ ước một ngày nào đó được về nghe thầy giảng trực tiếp trong pháp hội. Họ thao thức tha thiết mơ ước lắm. Hôm nay được về nghe trong pháp hội mà được ngồi trong pháp hội để phát biểu. Cổ không ngờ là hôm nay được thầy sắp xếp lên trên cái chương trình Phật Pháp Nhiệm Màu này. Thì từ những cái băng đĩa thầy giảng, những cái đĩa trong pháp hội của mình bỏ lên trang web phaphoiniemphat.vn thì khắp nơi trên thế giới họ xem. Hầu như những gương mặt của quý vị là đi qua Pháp, qua Đức, qua Úc hết á. Cho nên thành ra ai muốn qua Pháp, qua Đức, qua Úc và lên pháp hội thầy. Thì lên pháp hội thầy thì những cái ống kính này đưa gương mặt của quý vị vào, rồi đưa lên trên mạng thì khắp nơi trên thế giới họ nhìn họ thấy quý vị, phải không ạ? Vì vậy cho nên hôm nay thầy dầu cho bận biểu và công việc như thế nào, thầy vẫn sắp xếp mỗi chủ nhật để thầy lên thầy thuyết giảng cái bộ kinh này. Mong sao năm này và cuối sang năm thầy giảng xong cái bộ kinh này. Khi giảng xong cái bộ kinh Vô Lượng Thọ thì tiếp tục quay lại giảng lần 2, giảng lần 3, giảng lần 4 và giảng lần thứ 10 như Hòa Thượng Tịnh Không vậy. Vâng. Giảng làm sao mà khi quý vị nghe vô một bộ kinh Vô Lượng Thọ thầy giảng là trong người quý vị nó hoan hỷ, nó an lạc, gọi là khi nghe kinh là trong lòng mình xúc động, nước mắt rơi lệ. Tuy rằng thân thể người ta đang ở cõi phàm, đang ở cõi phàm thánh đồng cư địa, ở cõi ta bà, nhưng thân tâm người ta đã có tên ở hoa sen cảnh giới cực lạc, phàm thánh đồng cư độ ở bên thế giới cực lạc. Thì thưa quý vị, cái phẩm thứ nhất đó là pháp hội thánh chúng. Chúng tôi giảng lục chủng thành tựu là 6 cái điều thành tựu, và nói đến ngài Xá Lợi Phất. Đầu tiên đó là ngài Kiều Trần Như, đó là vị trưởng lão lớn tuổi nhất. Và cái bộ kinh này Đức Phật Thích Ca đề cập đến ngài Kiều Trần Như là vì ngài là người chứng A-la-hán sớm nhất. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngộ đạo rồi, ngài đến tìm năm anh em Kiều Trần Như, là lúc đó ngài tu khổ hạnh cùng chung với năm vị này. Thì khi ngài đến thì ngài thuyết pháp, thì năm anh em Kiều Trần Như, thì ông Kiều Trần Như này là người ngộ đạo sớm nhất, cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới để cái vị là Đắc A La Hán sớm nhất trong đầu cuốn kinh này. Đó là đầu tiên ngài Kiều Trần Như, và hôm trước chúng tôi có giảng đến ngài Xá Lợi Phất, ngài A Nan, vân vân. Thì hôm nay cái phẩm thứ hai đó là Đức Tuân Phổ Hiền. Tuân là tuân thủ á, hay có chỗ dịch mà cái cuốn kinh Vô Lượng Thọ Hòa Thượng Tịnh Không ngài dịch á, thì là Đức Tôn Phổ Hiền, chứ không phải là Đức Tinh nha. Đức Tôn hay gọi là Đức Tuân. Thì tuân đây tức là tuân thủ, đức đây tức là công đức. Khi người niệm Phật, khi người tụng kinh, khi quý vị trì chú, khi quý vị tọa thiền, khi quý vị lạy Phật, khi quý vị phát bồ đề tâm phóng sanh, phát bồ đề tâm in kinh, phát bồ đề tâm in ấn những băng tượng niệm Phật, băng tượng Phật, thì đó là công đức. Thì cái chữ tôn á, tức là tôn quý, Đức Tôn Phổ Hiền. Tôn là tôn quý, tôn kính, tôn trọng. Không biết ở trong này quý vị có tôn quý, tôn kính và tôn trọng cái công đức này không? Cho thầy thấy cái công đức này, nếu người nào tôn quý, tôn trọng và tôn kính, quý kính và chấp hành để y giáo phụng hành làm theo, thì từ cái công đức này nó sẽ sanh ra cái phước báu.
Cái phước báu đó là nhà cửa, tiền bạc, xe cộ, vật chất bên ngoài mình tìm được là từ nơi cái công đức này sanh ra. Cái công đức giống như là cái gốc, còn hoa trái đó là phước báu. Nếu quý vị chịu vung trồng cái gốc, tưới cái gốc, bỏ bón phân cái gốc cây, thì không mấy chốc rằng là hoa trái nó sẽ nở ra và để chúng ta hưởng thụ cái hoa trái này. Cái gốc này là công đức và hoa trái là phước báu. Nhưng mọi người thường là thích hưởng hoa trái mà không biết vun trồng cái gốc. Quý vị hiểu chỗ này không? Ai cũng muốn làm ăn cho của cải vật chất, ai cũng muốn làm sao cho mình làm ăn có tiền có bạc, mua xe mua cộ, mua nhà mua cửa để cho mình giàu có. Nhưng mà không ngờ rằng cái cây đó nó muốn có trái thì phải vun trồng cái gốc, là cái công đức. Muốn cho cái phước báu có thì mình phải vun trồng cái công đức, thì cái phước báu này từ nơi công đức mà sanh ra. Ví dụ chúng ta khởi một cái tâm thương người, giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ người tàn tật, làm những chuyện phước báu, đó là cái tâm đức. Thì từ cái giúp đỡ này, từ cái tâm đức này, nó sanh ra cái phước báu. Vì có cái tâm giúp đỡ này cho nên quý vị mới làm những điều phước, bố thí, cúng dường, tạo nhiều điều phước báu. Thì từ cái phước báu này nó mới đem lại cái kết quả, đó là điều kiện vật chất. Khi chúng ta muốn cái gì thì nó sẽ đáp lại cái đó. Thưa quý vị, chúng ta hình dung cái công đức giống như một cái bộ rễ. Nếu bộ rễ không bám sâu trong lòng đất và nếu không có bón phân tưới nước thì cái cây này nó sẽ héo và nó chết. Chúng tôi nhớ cái lúc đầu tiên chúng tôi mới đi tu, đi vô trồng cà phê, mà cái cây cà phê cái năm nào nghe mà nó có trái nhiều thì qua sang năm thì trái nó lại ít, vì bao nhiêu chất dinh dưỡng nó dồn vô cái trái mùa, nó dồn vô cái cây đó và nó ra trái cái mùa này rồi, cho nên cái mùa sau nó sẽ ít. Nếu không có bón phân tưới nước chăm sóc cái cây thì cái cây này nó sẽ khô và nó không có trái, nó chết luôn. Quý vị đồng ý chỗ này không ạ? Không những cây cà phê và cây gì cũng rứa, cái gì cũng vậy. Thì như vậy là chúng tôi hình dung cái cây này để chúng tôi ám chỉ và ví dụ cái thân tâm của chúng ta. Nếu chúng ta hưởng phước nhiều quá mà không biết tôn trọng cái đức, cái phẩm này nói là chúng ta phải tôn trọng, tôn quý, quý kính và trân quý cái đức, gọi là đức tung, đức tôn phổ hiền. Chúng tôi giảng cái đầu đề của cái phẩm này rất hay, chúng tôi thấy cái đầu đề này rất là hay. Từ nơi cái công đức này, nếu quý vị dung trồng nghĩa là hôm nay quý vị về phát tâm 5.000, 10.000 tiền phóng sanh, hay là phát tâm 5.000, 10.000 cái tiền in kinh tượng Phật, hay là phát tâm 5.000, 10.000 cái tiền cúng dường thiên tăng. Hoặc giả nếu chúng ta không có tiền thì chúng ta tùy hỷ công đức. Tùy hỷ công đức gì? Tùy hỷ cái công đức cúng dường thiên tăng. Là ngày 16 chúng ta sẽ làm lễ tụng vô lượng thọ và 17 cúng dường thiên tăng. Nhớ cúng dường thiên tăng, chúng tôi hôm qua nghe một cô Phật tử, cô nói thưa thầy, con có một đứa con mà nó làm cho con cảm động, con cảm động quá thầy. Hỏi làm sao vậy? Kêu con nó mới có 7-8 tuổi thôi. Con nói con ơi, muốn cúng dường thiên tăng không con? Ngày 17 thầy dắt ngàn cúng dường thiên tăng ở trong chùa Đại Tùng Lâm á. Nó kêu mẹ ơi, bây giờ con không biết cúng kiếm tiền bằng cách nào đây, con thích cúng thiên tăng lắm. Nếu mà không nghỉ hè đó thì con 10 điểm là được 10.000. Con cố gắng làm bài được 10 điểm, bố cho con 10.000 thì con cất 10.000 đó, con gom lại để con có tiền. Mà mùa hè thì đâu có học cho nên không biết cách nào kiếm tiền. Thì nó xuống nó nói chị, nó nói chị thì có gia đình rồi. Nói chị ơi, chị có dẹp phòng không? Kêu có. Nếu mà em dẹp phòng chị cho em 1.000 ngăn. Hỏi chi vậy? Kêu em cất đó để em cúng thiên tăng. Rồi chị có kêu gãi lưng á, xong kêu em cũng gãi lưng cho chị, nhưng mà chị cho em 500 ngăn.
Nghĩa là đứa bé đó mới có 5, 7 tuổi, 8, 9 tuổi mà nó đi, lúc trước thì nó làm những công việc nó không cần tiền, nhưng hôm nay nó biết cúng dường Thiên Tăng rồi, bây giờ nó cần tiền để cúng dường Thiên Tăng quý vị. Đứa bé còn nhỏ. Thì những đứa bé nhỏ này nó nhiều đời nhiều kiếp, nó biết cúng dường, nó biết làm phước, cho nên đời này sanh ra nó cũng thích làm những cái điều phước báu, những điều công đức cúng dường đó. Thì thưa quý vị là nếu quý vị mà chỉ cần hưởng phước, chỉ cầu hưởng phước mà không biết vun trồng cái công đức, thì một ngày nào đó cái phước nó hết, thì cái phước nó hết rồi chúng ta cầu nó không được, cầu nó không có nữa. À, muốn cũng không có nữa, vì trong mạng mình không có phước. Chúng tôi nhớ cái pháp hội ở tại nơi này, thưa thiệt với quý vị, chúng tôi không có làm phước báo nhiều. Có nhiều chùa người ta đi ỷ lạo lần 5-70 tấn gạo, vài chục triệu, cả trăm triệu, và đi làm phước báo rất là nhiều. Chúng tôi không có điều kiện đó, và chúng tôi chỉ nghe theo lời của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Pháp Sư, làm từ cái công đức thì cái phước báu này có. Cái phước báu ngày hôm nay chúng tôi có là tự nơi chúng tôi làm ra trong kiếp này, tạo trong kiếp này, chứ kiếp trước không có phước. Tuần trước chúng tôi có nói quý vị, chúng tôi sanh vào một gia đình nghèo khó, và ở trên này cũng thiếu ăn, thiếu sinh tiền sinh hoạt. Năm 2000 đến 2007 thì chúng tôi biết rằng là cái phước chúng tôi kiếp trước không có, mà tạo trong kiếp này. Tạo từ cái nơi nào? Tại từ nơi cái công đức gì? Từ công đức phóng sanh. 50.000 phóng sanh năm 2007. Từ cái công đức chúng tôi gom góp á, để mà làm những cái đĩa tặng cho quý vị, gọi là công đức in băng đĩa tượng Phật. Tạo những cái tượng Phật hôm nay đem đi tặng quý vị. Hôm nay có quý sư cô ở Long Khánh lên xin 30 tượng, lên xin những tượng Phật đem về. Chúng tôi làm những công đức này. Vậy thì từ nơi những cái công đức này, thì mình muốn làm những công việc gì thì phước báu nó đến với mình. Chúng ta phải tin tưởng điều này. Hôm qua có một cô Phật tử, cô nói thưa thầy, con hôm nay lên đây gặp thầy, thầy có công việc gì Phật sự thầy cho con làm với. Thầy mới nói là tại pháp hội của thầy không khi nào rên thiếu cái gì hết, làm cái gì thầy cũng tự làm, có tiền thì thầy làm, không có thì thôi. Nhưng hôm nay cô hỏi như vậy thì thầy đang làm lại cái bếp, mấy bà cụ ba càng ngày càng đông, hôm nay gần 400 người một ngày, ăn một ngày trên 1.000 suất ăn. Cho nên cái bếp á, nó nhỏ nấu không được, thì chuẩn bị làm cái bếp 70 triệu, tùy cô muốn phát tâm bao nhiêu phát tâm. Cô kêu thôi con phát tâm 35 triệu nữa. Tự nhiên thầy thấy nó vui. Nó vui là bởi vì sao? Bởi vì người ta tùy hỷ cúng dường, mình không kêu gọi, mình không ép buộc, mình không có ngỏ ý, mà tự họ phát tâm thì lợi lạc và vui vẻ đôi bên. Thầy thích chuyện này quý vị. Đó. Nếu có không cúng dường thầy cũng nói cái chuyện này, và thầy cứ việc làm cái bếp đó. Thì quý vị để ý rằng là bao nhiêu kinh đĩa băng sách tất cả thầy bố thí đó, thầy tặng đó, thầy cúng dường các chùa đó, thì thầy làm cái gì thì cái tiền bạc của cải rồi người ta đem đến để cho mình làm, đó là cái phước báu. Mà phước báu nó sanh ra từ công đức này, cho nên quý vị tôn quý tôn trọng cái công đức. Muốn tôn quý tôn trọng công đức thì mỗi buổi sáng phải tụng kinh, phải niệm Phật, và phải gì? Phải lạy Phật. Và chủ nhật về đây phóng sanh và in kinh ấn tấm băng tượng Phật, đó là những công đức. Công đức là cái bộ gốc, thì quý vị cứ dung trồng cái bộ gốc đi, thì hoa trái tự nhiên nó sẽ ra, nó sẽ ngọt, nó sẽ ngon. Nếu không có vung trồng công đức mà đòi hưởng cái hoa trái, hưởng cái phước báu, thì cái chuyện này mơ cũng không có. Nếu không vung trồng mà tưới cái gốc cây á, bón phân cái gốc cây mà đòi hưởng trái, không có đâu à. Quý vị hiểu chỗ này không ạ? Cái nhân quả nhà Phật nó rõ ràng như vậy. Nó rõ ràng như vậy. Thì thưa quý vị, hôm nay thầy nói đến 10 cái hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền. Đáng lẽ là nói đến cái danh hiệu của 16 vị Bồ Tát ở trong kênh này. Vị Bồ Tát đầu tiên ở ngay cõi Ta Bà, và hiện thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, đó là Ngài Hiền Hộ Bồ Tát.
Thì 15 vị Bồ Tát kế tiếp nữa, đúng ra thì giảng trước 15 vị Bồ Tát kế tiếp nữa, rồi mới đến là Ngài Phổ Hiền, là giảng 10 Đại Nguyện Vương. Đó là cái quy trình ở trong kinh. Nhưng mà hôm nay Thầy đem cái 10 Nguyện Vương giảng trước, bởi vì cái đầu đề của cái phẩm này là nói đến Ngài Phổ Hiền, cho nên thành ra Thầy giảng 10 cái nguyện này trước. Thì lúc trước đến giờ Thầy cũng giảng 10 cái nguyện này, nhưng chưa có sâu sắc và chưa có thời gian để Thầy giảng. Thì đợt này Thầy sẽ giảng 5 cái nguyện đầu. Phổ Hiền Bồ Tát có 10 cái nguyện, mà Ngài Hòa Thượng Tịnh Không nói tất cả chúng sanh, tất cả chư hạnh Bồ Tát muốn làm Phật thì phải thực hành 10 cái hạnh nguyện này. Cho nên trong kinh này dành riêng một cái phẩm nói đến Ngài Phổ Hiền, nói đến các vị Bồ Tát, trong đó có Ngài Phổ Hiền, và lấy danh hiệu của Ngài Phổ Hiền để đầu cái phẩm này là Đức Tôn Phổ Hiền, hay gọi là Đức Tôn Phổ Hiền. Thưa quý vị, Ngài Phổ Hiền có phát một cái nguyện. Từ khi bắt đầu Ngài phát Bồ Đề Tâm để tu hành, thì Ngài phát cái nguyện đầu tiên, đó là Ngài nguyện từ bắt đầu khi Ngài phát Bồ Đề Tâm tu hành cho đến tột cùng đời vị lai, đó là lễ kính chư Phật. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức. Đó là năm cái nguyện này thì Thầy giảng cho quý vị hiểu. Và năm cái nguyện này không những Ngài Phổ Hiền phát nguyện ra, mà ngay nơi bản thân chúng ta cũng phải thực hành theo cái nguyện này, thì mình mới có cơ may vãng sanh được. Vì Ngài Phổ Hiền cũng vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, Ngài Đại Trí Văn Thù cũng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, Quan Thế Âm Bồ Tát cũng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đứng bên cạnh Đức Phật A Di Đà, và Đại Thế Chí Bồ Tát cũng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Thì hôm nay chúng ta theo các cái hạnh, cái nguyện của các vị Bồ Tát này, để lần lượt chúng ta cũng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, phải không ạ? Thì thưa quý vị, cái nguyện đầu tiên của Ngài Phổ Hiền đó là nhất giả lễ kính chư Phật. Thì Ngài Phổ Hiền có cái nguyện là từ khi bắt đầu Ngài phát Bồ Đề Tâm tu hành, là Ngài phát cái nguyện đầu tiên, đó là từ bây giờ cho đến tột cùng đời vị lai, con luôn luôn lễ kính chư Phật. Nhớ chỗ này ha. Thì thưa quý vị, có một vị hỏi Ngài Ấn Quang, có cái cách nào để mà tiến vào đạo nhanh nhất không? Thì Ngài Ấn Quang, Ngài mới nói một câu, câu đã ngắn thôi, cái hai chữ à. Nếu muốn vào trong đạo nhanh nhất, dễ dàng nhất, và cái cửa ngõ để tiến vào, đó là cung cung kính kính. Hai chữ cung kính. Nếu lễ Phật mà không kính, lễ là hình thức bên ngoài, đứng lên quỳ xuống là hình thức bên ngoài gọi là lễ, mà kính á, là bên trong, là trong tâm. Nếu quý vị lễ Phật mà quý vị không kính Phật thì cái công đức không có. Nhớ chỗ này nghe, lạy cho có lạy. Có nhiều Phật tử lên trên này lạy Phật, lạy mong cho nó hết giờ, lạy cho được lòng cha mẹ, lạy cho được lòng bạn bè, lạy cho lấy lệ, thì cái đó là lễ Phật chứ không phải là lễ kính Phật. Nhớ chỗ này không? Hôm nay học thêm ha. Học thêm là muốn cho có công đức thì phải lễ mà phải kính. Thì từ cái công đức lễ kính này nó sanh ra tất cả mọi thứ, từ thân thế xấu thì nó trở thành đẹp, lé nó đẹp theo lé, lùng nó đẹp theo lùng, mà hô nó đẹp theo hô, phải không? Vì trang nghiêm công đức lễ Phật thì thân tướng chúng ta sẽ đẹp ra, sẽ trang nghiêm ra, sẽ quan hỷ ra, và người ta thấy mình người ta tin tưởng liền, vì mình đã cung kính Phật. Từ cái công đức cung kính này, người ta thấy mình người ta cũng cung kính. Quý vị nhớ lúc trước mình còn nhỏ, ông bà cha mẹ mình mới nói cái câu gì? Trọng thầy mới được làm thầy, phải không quý vị? Kính thầy mới được làm thầy, kính Phật mới được làm Phật. Nếu lễ mà không kính thì không thể nào cảm được với Phật. Có một cái ông đó, mỗi buổi sáng là ông lễ Phật. Mà khi ông lễ Phật á, là
khuya là 1, 2 giờ mấy, 3 giờ ông thức dậy. Mà khi ông lễ Phật là tâm ông chí thành chí kính, thì lúc đó ông chí thành chí kính là ông lễ đó, cái ông hoan hỷ quá, cái ông làm ra một bài thơ như vậy: canh khuya đảnh lễ Phật Di Đà, trước mặt gương Nga rọi đúng tầm, giác tánh bên này sông rực sáng, hồn nhiên chụp nhận Phật là tâm. Thường canh khuya, canh khuya là ông lễ, đảnh lễ Phật A Di Đà, trước mặt gương Nga rọi đúng tầm là trước mặt ông có một cái tượng Phật. Nếu trong này nhà mình không có tượng Phật thì mình quay về phương Tây mình lạy. Mà nên nhà mình dầu cho Phật giấy hay Phật cốt, nên có một cái tượng Phật A Di Đà. Lễ Phật A Di Đà thì mình có tượng Phật A Di Đà, trước mặt gương Nga rọi đúng tầm, giác tánh bên này sông rực sáng, thì ông niệm Phật, cái tâm thanh tịnh ông á, nó rực sáng, cái ánh sáng huyền diệu của chân tâm nó chiếu ra, cái tâm ông thanh tịnh hoan hỷ, ông hồn nhiên trực nhận thấy Phật bên ngoài, là từ nơi cái tâm của mình cảm, cho nên Phật bên ngoài mới ứng. Cái bài thơ này hay. Canh khuya đảnh lễ Phật Di Đà, trước mặt gương Nga rọi đúng tầm, giác tánh bên này sông rực sáng, hồn nhiên trực nhận Phật là tâm. Cho nên pháp hội của thầy lấy cái cách lễ Phật làm cái tiêu chuẩn, và cái hướng tu á là lấy cái lễ Phật để mà tu. Thì thường mình lễ kính Phật á thì cái công đức lễ kính này nó rất là thù thắng. Miệng mình xưng niệm A Di Đà Phật là được 1200 công đức. Mắt mình nhìn Phật là được 800 công đức. Tai mình nghe lại tiếng niệm A-di-đà Phật là 1200 công đức. Thân thình thân mình chắp tay trang nghiêm lại Phật là được 800 công đức. Mũi mình hửi những mùi thơm, mùi thanh tịnh, mùi nhang, mùi ở nơi giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương á, là được gì? 800 công đức. Ý mình nghĩ đây là Phật A Di Đà, ngài đang ở Tây phương Cực Lạc cách đây 10 muôn ức cõi, ngài đã thành Phật rồi, thành Phật 10 kiếp, hiện ngài đang thiết pháp bên đó, là được 1200 công đức. Nhiều quá ta. Sáng hôm nay chúng tôi khai thác cái lễ kính chư Phật. Vì sao miệng mình được 1200 mà mắt mình có được cái 800? Kinh nào nói ai nhớ? Có thầy lại trả cho thầy rồi. Kinh Pháp Hoa, đúng không ạ? Chắc lâu quá rồi tụng Vô Lượng Thọ không ít tụng Pháp Hoa, quên. Kinh Pháp Hoa nói là miệng của mình nói có thể cách vách người ta nghe được, cho nên công đức nó thù thắng hơn, cho nên được 1200 công đức. Còn mắt của mình nhìn nó bị cắt vách, cho nên thành ra bị vách ngăn cách, cho nên mắt mình chỉ được 800 công đức. Mũi của mình á là được cái gì? Mũi của mình chỉ được 800 công đức, bởi vì nó hửi trong, nó nghe trong giới hạn. Nhưng mà lưỡi của mình được 1200 công đức là nói cái tiếng cho người khác nghe. Lưỡi là miệng đó. Miệng của mình hay gọi là lưỡi được 1200 công đức. Tai của mình được nghe cách vách, cho nên được 1200 công đức. Còn mắt của mình nhìn nó bị giới hạn cắt vách, cho nên 800 công đức. Thân của mình nó được chỉ có 800 công đức, bởi vì nó nằm trong giới hạn. Nhưng ý của mình có thể suy nghĩ sâu rộng, nó vi diệu hơn, cho nên được 1200 công đức. Cho nên mỗi buổi sáng quý vị biết là 4 giờ dậy thầy, 4 giờ khóa ở đây tu, cũng như là khu chuyên tu 4 giờ ở dưới đó tụng 48 lời nguyện khoảng 20 phút. Lạy một cái là 1 tiếng rưỡi, có khi 2 tiếng, gần 2 tiếng. Cứ A-di-đà Phật mà lạy, lạy theo cái cách lạy của Quách Huệ Chân. Cái cách lạy mà có cái nhịp nghỉ, nó không có mệt. Và như vậy cái công đức mà lễ kính Phật đây, không những mình ở ngay nơi chánh điện mà mình lễ kính Phật là đủ đâu. Mà mình gì? Mình phải tôn kính Pháp. Quý vị biết rằng là cái bộ kinh Vô Lượng Thọ này thầy quý lắm. Thầy in mà quý vị biết là 13.000, 15.000 một cuốn, nó có simili. Nhưng mà in mà không có bìa simili á, in mà giấy á, bìa giấy á, là chỉ có 7.000, 6.000. Thì Phật tử nói một cuốn kinh simili á, bìa cứng á, đẹp á, là được 2 cuốn, một cuốn đó là bằng 2 cuốn bìa giấy.
Phật tử nói thôi thầy in bìa giấy đi thầy, mà bìa giấy gấp ra thì nó không có may cái gáy cho nên thành ra rất là khó lật. Thầy kêu dầu cho mắt cũng được, thầy phải in cái cuốn kinh này cho nó trang trọng, cho nó tốt, để cho mọi người đọc ít cũng được mà có chất lượng. Có số lượng mà không có chất lượng cũng được. Và cái nguyện của thầy về sau á, mà có được cái nhân duyên mà đầy đủ rồi, cái nguyện của thầy á, là khắc bộ kinh trên đá hoa cương, chạy chỉ vàng ở trong đó, vàng 24 carat. Cái nguyện của thầy á, bộ kinh này là bộ kinh là tôn quý, đức tung phổ hiền. Tôn quý cái bộ kinh này là tôn quý cái đức. Vì từ nơi cái bộ kinh này mà chúng ta biết niệm Phật, chúng ta biết tu hành, cho nên chúng tôi tôn quý cái bộ kinh này. Một đời này chúng ta thường nói với vị là giảng một bộ kinh này, giảng lần thứ nhất xong rồi giảng lần thứ hai, giảng lần thứ ba, giảng lần thứ 10. Nếu mình có thời gian mình giảng lần thứ 20. Ai? Ngài Đạo Sước giảng kinh A-di-đà 300 lần, gọi là pháp sư chuyên giảng kinh A-di-đà luôn. Quý vị thấy không này? Cho nên thành ra là cái lễ kính Phật đây không những mình tôn kính Phật mà mình phải tôn kính Pháp. Nhớ nghe, phải tôn kính Pháp. Pháp đây là bộ kinh Vô Lượng Thọ, Pháp đây là ngũ kinh Tịnh Độ, Pháp đây là danh hiệu của Đức Phật A-di-đà. Đó là Pháp. Đó. Và trong năm cuốn kinh ngũ kinh Tịnh Độ thì chúng ta chọn một bộ kinh Vô Lượng Thọ làm tiêu chuẩn để chúng ta tôn. Nên nhớ chỗ này. Pháp đây là bộ kinh Vô Lượng Thọ, không những chúng ta tôn kính Phật mà phải tôn kính Pháp. Nhiều lúc Phật tử mang kinh mang về nhà, ngồi lật ra coi xong để trên cái bàn, mà cái bàn ăn cơm á, là nó không có sạch sẽ, mang tội. Mình hỷ bán Phật, có Pháp cứu. Thí dụ mình mất niềm tin với Phật, mình lên mình cúng dường cho Phật bông hoa quả trái cây nhiều quá, mà cuối cùng cầu trúng giấy số nó không trúng. Hoặc giả là mình lên cúng dường cho chùa gạo bông hoa quả mà cầu đứa con của mình nó thi đại học mà nó rớt, cho nên ghét ông Phật luôn, ghét ông thầy luôn. Nhưng mà may thay không biết sao đó, nghe một băng thuyết giảng của thầy Giác Nhàn, nghe cái câu A Di Đà Phật, đọc vô cuốn kinh tự nhiên bừng tỉnh ngộ ra Pháp cứu. Hỷ bán tăng, hỷ bán Phật thì còn Pháp cứu, mà hỷ bán Pháp là bó tay chấm con, hết cứu. Ha, hết cứu. Đã hỷ bán Pháp rồi còn cái gì để cứu mình được nữa? Chư tăng nói Pháp mình cũng không nghe thì ai cứu mình? Cho nên phải tôn kính Pháp. Nhớ chỗ này không ạ? Pháp là con đường, là pháp môn để đưa cho mình từ bờ mê đến bến giác, từ cõi ta bà phàm tục này trở về cảnh giới Cực Lạc. Cho nên Pháp tối ư là quan trọng. Và trước giờ người ta làm tháp để thờ Xá Lợi, tháp để thờ Phật, chùa để thờ Phật, nhưng ít có vị nào làm tháp để thờ kinh. Thờ kinh tức là thờ Pháp. Chúng tôi qua bên chùa Kiều Đàm Di bên Ấn Độ năm 2009 thì có một ni sư đó là thờ cái bộ kinh Pháp Hoa đang khắc trên một cái tháp, cái chữ cũng rất là đẹp mà nhỏ thôi. Thì chúng tôi nói cái bộ kinh Pháp Hoa nó dày như vậy, khắc chừng nào cho hết, chắc lâu lắm. Thì đến bây giờ thầy tự nhiên liên tưởng đến là thầy làm sao khắc cái bộ kinh Vô Lượng Thọ trong một cái chánh điện mà trên đá hoa cương, gọi là mình thờ Pháp mà. Và trong đá đó mình khắc cái chữ nó âm trong đá, nó chạy bằng chỉ vàng 24 carat 469. Đó. Không biết tâm tưởng sự thành không ta? Không biết được không ta? Được. Cho nên cái tâm nguyện Giác Ngàn muốn thờ kính Pháp như vậy. Vì từ một bộ kinh Vô Lượng Thọ này tụng 5 năm nay, mà gì quý vị, mà Phật tử khắp nơi. Vừa rồi chúng tôi nghe cái chú Đạt mà quay phim, mỗi lần cái bữa nào mà quay phim, đặc biệt là chúng tôi mời chú từ Bến Tre lên. Chú nói có một cô Phật tử của Sài Gòn, gia đình làm ăn rất là giàu có một xưởng may, cứ đến chủ nhật là gom hết mấy chục công nhân á, cho nó đi tụng kinh Vô Lượng Thọ. Đi hết chùa này đến chùa nọ quý vị. Bà ngộ cái bộ kinh Vô Lượng Thọ này rồi. Cho nên làm việc gì có bận như thế nào, chiều cổ vẫn tụng hết một bộ kinh này. Bà ngộ cái bộ kinh này rồi. Bà kêu cái bộ kinh này là kim chỉ nam, là cái con đường á, dẫn dắt chúng ta về Tây Phương Cực Lạc.
tụng càng nhiều càng tốt, càng tụng nhiều cái niềm tin mình đã càng tin tưởng, mà tin Phật thì có công đức, cho nên thâm tín là tin sâu A Di Đà Phật, tin sâu vào bộ kinh Vô Lượng Thọ là gia sung mãn, là được đầy đủ. Đó, khó tin. Hôm nay bao nhiêu người này, gần 2.000 con người này mà tin cái bộ kinh Vô Lượng Thọ, chắc là nhiều đời nhiều kiếp cũng gặp được các bậc tăng, thánh tăng, gặp được các vị mà nói cái bộ kinh Vô Lượng Thọ, nói pháp môn tịnh độ rồi. Chứ nếu mà không có nghe, không có cái duyên tịnh độ, bây giờ ngồi là ngáp lên ngáp xuống, không nghe nổi quý vị ạ. Nó chán, chán lắm. Cho nên các pháp môn này khó tin mà dễ hành, mà thành quả lại cao nữa chứ. Khó tin vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc cách đây 10 muôn ông cõi không thấy. Đức Phật A Di Đà cũng biết ở mô. Ai người Huế chắc biết, nghe cái này hiểu, miền Nam chắc không biết. Ở mô là ở đâu á? Thì làm sao mà tin được? Chỉ tin qua nghe, nghe bộ kinh Vô Lượng Thọ này nói, mà nghe một lần cũng chưa đủ tin đâu. Mà Hòa Thượng Tịnh Không phải nói nghe 300 lần, một ngày 3.000 lần, một ngày 3 bộ, miệng tụng tai nghe tâm nhớ tưởng, phải là 3.000 lần là một ngày 3 bộ, mà 3 năm như vậy đó, niềm tin của bạn mới khả dĩ. Khả dĩ là có thể tin. Ghê chưa? Cho nên đừng để bộ kinh này, đừng bỏ bộ kinh này nha. Ai nói cái gì cũng đừng có nên siêu lòng nha. Một bộ nào là chết sống trung thành với bộ đó. Tổ Đạo Sước mà tin vô bộ kinh A Di Đà rồi giảng 300 lần, Hòa Thượng Tịnh Không đã tin vào rồi á, ngài giảng 10 lần, càng giảng càng thấy cảnh giới nâng cao, càng thấy thâm thúy trong đó. Cho nên thành ra thầy phải làm sao nung đúc cho quý vị có một cái hành trang tin cái bộ kinh này. Mà khi tin cái bộ kinh này là tin cảnh giới Cực Lạc, tin Đức Phật A Di Đà. Vì trong bộ kinh này nói về nguyện lực của Phật A Di Đà là 48 lời nguyện và cảnh giới Cực Lạc. Cho nên thành ra chúng ta đi đúng đường rồi quý vị. Đúng đường rồi. À, như vậy cái lễ kính Phật không những tôn kính Phật mà tôn kính Pháp. Mà tôn kính Phật đó là Đức, tôn kính Pháp đó là Đức. Tôn kính Phật đó là chúng ta tuân thủ theo cái đức, tôn kính Pháp là chúng ta tuân thủ theo cái đức, và tôn kính Tăng. Trong này có nhiều Phật tử chúng ta về chùa tu mà gì? Mà mất hết cái đức rồi. Nhiều Phật tử về hầu như là cứ nhìn những điều sai của Tăng Ni. Có một cô Phật tử đó ở Sài Gòn, cô đi các chùa không biết làm sao mà cô cứ đủ, cứ gặp cái duyên là thấy những chuyện xấu của mấy thầy, mấy sư cô không à. Thì cô gọi điện lên thầy nói, đợt này á ngang nói chuyện với thầy là không được nói chuyện xấu của chư Tăng chư Ni, kêu cho nói một lần nữa thôi, một lần nữa thôi. Thì kêu rồi thôi nói đi. Kêu bữa đó con thấy sư cô đó như thế kia thế nọ đó, đi phóng sanh mà cuối cùng mà dư tiền mà lấy bà cất cái thầy. Cái tư tưởng đó đó, nó đồng với cái tư tưởng mình xấu, cái tư tưởng mình thấy những điều xấu, cho nên nó cứ gặp cái điều xấu để cho mình thấy. Rồi bữa sau gọi lên, kêu bữa nay là không được nữa ngang, kêu nói một lần cuối thôi. Trời ơi, ông thầy đó, ông đi ỷ lạo mà cuối cùng ông chở gạo về nhà, ông quá trời, về chùa ông quá trời luôn á thầy. Dư gạo ông chở về chùa ông thầy. Có nghĩa là cái tâm cổ cổ chỉ nhìn thấy những điều xấu của chư Tăng chư Ni. Và từ nơi cái điều xấu đó, cổ thấy tất cả mọi người đều là xấu hết. Phật tử đi tìm những điều xấu, mà cuối cùng cái lỗi của mình xấu mình không dám nói ra. Mình đi giấu kín đi, phong kín mình che lại, mà đi cứ mui môi cái đống rác ra. Cái đống rác thì nó thúi. Biết đống rác không? Đống rác là những cái lỗi của người khác là đống rác. Mình càng môi thì càng thúi. Thúi cái tâm của mình. Cái thân này nó thúi còn lấy thuốc đắp được, chứ mà cái tâm này nó bị thúi, nó ung thư là thôi khó chữa lắm. Chỉ có dùng thuốc A Già Đà, câu A Di Đà Phật mới chữa được cái tâm ung thư này. Cái tâm này là cái tâm á, nhìn thấy lỗi người, cho nên Ngài Ấn Quang nói nè, không thấy lỗi người, chỉ thấy lỗi mình. Và gì? Thấy mình là thấp kém, tất cả mọi chúng sanh là Bồ Tát, là Phật tương lai. Nhớ chỗ này nha. Trong này ai có là chúng ta phải gì? Chúng ta hôm nay nghe cái lễ kính của Ngài Phổ Hiền,
là không những kính Phật mà kính Pháp, không những kính Pháp mà phải kính Tăng. Một chút thành kính là một chút công đức, nhớ không? Thì như vậy hôm nay quý vị về chùa, quý vị đi làm tất cả những việc Phật sự, thì khi mình làm rồi mình quên mình làm đi, đừng có thấy mình làm. Con cô Phật tử đó thì kể quý vị nghe chuyện này có thiệt đó nha. Có thấy cái vị thượng tọa đã giảng hay quá, có quý người thượng tọa đó lắm. Mà công nhận cái vị thượng tọa ông giảng thôi, nghe thôi cho mê há họng mà nghe thôi. Ông giảng mà không biết buồn ngủ, nói nó khôi hài, nó vui, nó sâu sắc. Lúc ông la mình mà mình cũng cười, nó vui lắm. Thì cổ quý quá, cổ về cổ may cho ông một cái bộ đồ, bộ đồ mà cũng đẹp dữ lắm. Thì cái may hỏi màu gì thì thượng tọa hay mặn màu vàng, may bộ đồ lên xong thì cúng dường cho thầy. Thì bà cứ để ý hoài, sao ông thầy này không thấy mặc bộ đồ của mình. Cái bữa đó cái thượng tọa ông mặc cái bộ đồ cổ cổ đi giảng, nhưng mà cái áo bên ngoài với cái y nó che cái bộ đồ rồi, che cái áo rồi, nó thì cái hậu nó ngắn còn khoảng 20-30 phân, nó lòi cái quần ra và nó: ô, bữa nay thầy mặc cái quần của con. Bữa nay thầy mặc cái quần của con, thầy giảng hay quá. Mấy cái bà kia bảo: nói tầm bậy bạ gì, đi kia thầy mặc cái quần của tôi chứ nữa. Cái bà kia bảo nói, bà nói là bà cúng cái bộ đồ, bữa nay thầy mặc cái bộ đồ con cúng. Kêu: ờ, tôi nói vậy thôi, tôi đâu có ý gì đâu. Cái nghĩa là bà thấy cái quần bà cúng, thấy ông thầy đã có người cúng và có bà cụ đã cúng. Thực ra bà không có ý gì mà bà nói tức ngang vậy, ông thầy ông xanh mặt, không biết nói gì, ông tái, ông ngại quá, ông về ông kể thầy nghe mà thầy mất cười. Mà ông kể ông khôi hài chứ không phải như thầy. Ông kêu: bữa nay tôi đi lên tôi giảng với bà đó, bà nói tôi mặc cái quần của bà đó. Thì khi mình cúng á, mà mình thấy mình cúng ngang, mình thấy mình cúng, mình thấy đối tượng cúng và có vật để cúng á, gọi là bốn ba la mật chứ không phải là ba la mật nữa. Bốn la mật chứ không phải là ba la mật. Nghĩa là cái nghề không phải là tâm luôn không tịch nữa, đúng không ạ? Như vậy là không phải là cái đức mà gọi là phước báo hữu lậu. Nếu mà mình cúng dường mà mình quên mình cúng đi, không thấy mình cúng nữa, thì nó trở thành cái phước báo vô lậu. Vô là không, lậu là rịn chảy, nó không còn rịn chảy tức là nó bền bỉ. Nhớ mà. À, cho nên thành ra mỗi lần Phật tử mà cúng đồ mà thầy lo lắm, thì cứ thôi để thầy may cho nó chắc ăn. Thưa quý vị, thầy nói đến cái vấn đề mà lễ kính Phật, lễ kính Pháp và lễ kính Tăng. Và không những mình lễ kính Tăng mà mình phải cung cung kính kính tất cả mọi người. Vì cái hạnh Phổ Hiền nói là lễ kính chư Phật, mà chư Phật đây không những là Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật tương lai. Quá khứ là Tỳ Bà Thi, Phật Thi Khí, Tỳ Xá Phù, Câu Lưu Tô, Câu Ma Hàm, Mâu Ni, Ca Diếp. Và đó là quá khứ, còn hiện tại là Thích Ca và tương lai là Phật Di Lặc. Không những chúng ta tôn kính Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật tương lai, nhưng chúng ta tôn kính tất cả mọi người, vì tất cả mọi người đều có Phật tánh. Nhớ chỗ này không? Hôm nay chúng ta ra chê bai một người là chúng ta hỷ bán chê bai một vị Phật tương lai, đó là người không thực hành đúng cái hạnh của Ngài Phổ Hiền. Hôm nay chúng ta học cái hạnh của Ngài Phổ Hiền rồi, thôi không dám chê bai chỉ trích người khác nữa. Vì khi mình chê bai chỉ trích người khác là cái nhân quả nó ở trong tâm của mình, mình chui xuống 9 tầng địa ngục nó còn nằm trong đó, thì thế nào cũng bị người khác chê bai chỉ trích lại. Nhớ chỗ này không? Cái chỗ này quan trọng ạ, chỗ này quan trọng ạ. Cái bà là cái mặt tôi thấy ghét, nãy ngồi ăn mà dành ăn, ví dụ vậy mà. Rồi cái bà đó thế kia thế nọ, là cái tâm của mình như vậy là không cung kính người khác. Mà không cung kính người khác như vậy chính là chúng ta không cung kính chính chúng ta. Cái nhân quả này rồi gặp người khác, người ta lại chỉ trích chê bai chúng ta lại. Cho nên không những là cung kính giữa người với người, mà cung kính giữa người với con vật. Chỗ này quan trọng nữa nha, giảng cái chữ cung kính chỗ này nha. Khi chúng ta cung kính con vật, vì con vật cũng có Phật tánh. Phật nói trong kinh Phạm Võng là tất cả chúng sanh, bò bay mấy cửa, loài trùng, loài dế, loài kiến, đều Phật có Phật tánh. Và từ cái Phật tánh này nó có thể chuyển hóa làm người, lên cõi Thanh Văn, cõi Duyên Giác, cõi Bồ Tát và thành Phật.
từ con dế, con trùng, con kiến này, cho nên chúng ta phải cung kính nó, không nên giết nó. Nếu chúng ta đã cung kính nó rồi, đố mà chúng ta dám ăn nó. Vì sao vậy? Vì tất cả chúng sanh nó có Phật tánh, mà nó cũng sẽ tu hành làm Phật. Bao nhiêu con người trong này, nếu mà phát tâm ăn chay trường thì sao? Thì người ta đỡ giết hai con heo. Hôm qua cái cô này có trả lời cho cái người chồng. Ông chồng là người Pháp nè. Ông nói vì sao mình không ăn thịt chúng sanh. Cổ nói một câu mà nó trùng hợp với thầy. Cổ nói là khi mình ăn thịt của nó thì người ta phải giết thêm. Nếu mình không ăn thì người ta không có giết thêm phần của mình. Riêng phần của mình là không có dính giáp gì đến tội của nó. Cho nên thành ra mình ăn là gián tiếp khuyến khích họ giết. Những người giết heo bên Trung Quốc đó, họ bắt con heo, họ đưa cái miệng vô lỗ tai, nói heo ơi, cái số của mày là cái số sanh ra cho người ta ăn. Nếu người ta không ăn thì đâu, tao đâu có giết mày. Có những con người ta không ăn thì tao đâu có giết đâu. Nó quy tội cho người ăn không? Bảo cái gì? Quy tội cho người ăn. Thì con heo mới gật đầu kêu rồi, hãy để đó. Cho nên thành ra chúng ta thấy rằng nếu thực sự mà cái lòng tôn kính mà học theo ngài Phổ Hiền mà dạy á, thì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mình phải tôn kính con vật luôn. Và tôn kính cái người mà làm cho mình khổ, nói xấu mình luôn. Đó, cái hạnh của ngài Phổ Hiền tôn kính là như vậy đó. Và không những tôn kính giữa mình với con vật, mà tôn kính giữa mình với sự vật. Và Thượng Tịnh Không mỗi lần mà ngài lau mặt á, cái khăn của ngài á, mà ngài lau xong rồi ngài xếp lại ngay ngắn, nó dơ rồi đó, ngài xếp lại ngay ngắn, ngài bỏ vô trong thùng rác, ngài nói cảm ơn cái khăn, nhờ cái khăn mà ta được sạch cái mặt. Mình tập từng chút tôn kính như vậy. Vô tắm là đứng cảm ơn nước trước, nhờ nước mà nó tắm được mình được sạch sẽ, không các hạt nhỏ để làm dơ nước. Cái là cái người tôn kính rồi, người ta tôn kính mọi sự vật, và cái tâm tôn kính của họ nó tràn ngập trong thân tâm họ rồi. Họ vô phòng tắm họ cũng tôn kính nước, họ lên giường ngủ họ vẫn tôn kính cái mền, nhờ nó đắp cho mình ấm. Đó, tôn kính nó vậy đó. Còn mình ở trên bàn Phật thì mình ngồi trang nghiêm tôn kính lắm. Nhưng xuống tới bàn ăn rồi bắt chân mặc quần đùi nghe thầy thuyết pháp. Không. Như vậy cái tôn kính đó là không ai bắt buộc mình. Nhưng mà mình muốn cho có công đức thì mình phải tôn kính. Tôn trọng cái đức của ngài Phổ Hiền đã dạy cho mình những gì? Những cái điều tôn kính Phật, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng, tôn kính giữa người với người. Không những mình tôn kính cha mẹ mình rồi. Nói đến tôn kính cha mẹ chứ coi chừng nha. Coi chừng cha mẹ mình ở đó mà mình còn chưa tôn kính. Cho nên thành ra thầy thấy, nếu mà thầy ở nhà mà thầy lập gia đình, chắc thầy lo cho gia đình của vợ con của thầy nhiều hơn là cha mẹ. Vì cái sự tình thương của thầy với cha mẹ nó bị ngăn cách, nó bị xa rồi, nó bị có khoảng cách rồi, không ở gần để lo cho cha mẹ được. Cho nên Đức Phật mới nói đi tu là không được lập gia đình. Và cái đầu tiên đó là cái hiếu với cha mẹ. Hiếu cha mẹ là đức. Ba bốn kỳ chúng tôi giảng mà chúng tôi quên đọc cái đoạn kinh mà Đức Phật về khuyên ngài Phụ Vương niệm Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên người cha của mình niệm Phật để vãng sanh. Chúng tôi nhớ cái trang chúng tôi coi đó là trang 49. Nhớ trang kinh luôn quý vị. Chúng tôi nhớ trang kinh. Bởi vì cái trang kinh này nó ấn tượng. Cho nên thành ra là chúng tôi nhớ cái trang kinh này. Và chúng tôi cũng làm theo lời của Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Ba của Giác Nhàn về đây cũng quy y Phật Di Đà, niệm Phật, thầy đứng thầy hộ niệm. Cái đó là cái đức nha quý vị nha. Chúng tôi đặt cái văn kinh này quý vị nghe. Phật cáo Phụ Vương. Phật là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cáo là nói, là thưa với Phụ Vương là cha. Chư Phật xuất thế hữu tam chủng ích, là chư Phật ra đời là có ba điều lợi ích. Đó. Nhất giả khẩu thiết thập nhị bộ kinh pháp thí lợi ích.
năng trừ chúng sanh vô minh ám cấu, khai trí huệ nhãn, sanh chư Phật tiền, tạo đắc vô thượng Bồ đề. Nhị giả, chư Phật Như Lai hữu thân tướng quang minh vô lượng diệu hảo, nhược hữu chúng sanh xưng niệm quán sát, nhược tổng tướng, nhược biệt tướng, vô vấn Phật thân hiện tại, quá khứ giai năng trừ diệt, chúng sanh tứ trọng ngũ nghịch, vĩnh bội tam đồ, tùy ý sở nhạo, thường sanh tịnh độ, nại chí thành Phật. Tam giả, thuyết linh phụ vương hành niệm Phật tam mùi. Nãy giờ chúng tôi đọc Hán văn, nhưng mà cái điều thứ ba là khuyên phụ vương nên niệm Phật tam mùi. Niệm Phật A Di Đà. Phụ vương bạch Phật, là phụ vương nói lại với Phật: Phật địa quả đức, chân như thật tướng, đệ nhất nghĩa không, hà nhân bất di, đệ tử hành chi. Phật cáo phụ vương: chư Phật quả đức hữu vô lượng thâm diệu cảnh giới, thần thông giải thoát, phi thị phàm phu sở hành cảnh giới, cố thiết phụ vương hành niệm Phật tam mùi. Đó là cái đoạn văn nguyên trong kinh á, nguyên trong kinh á, nói là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khuyên cha mẹ cha mình niệm Phật, chứ không phải là niệm Phật mới đây đâu ngang. Có nhiều người nói là niệm Phật mới đây, mấy ông thầy bên tàu ông bày ra nhất lòng giác nhàn á, người ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, ông cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật bốn chữ nói chổng chổng, Phật ông ghét, nói kỳ vậy. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói là phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Mi Thổ Phộ, là A Di Đà Phật, bốn chữ Phật nói trong kinh Vô Lượng Thọ ấy. Thế mà không xem cái bộ kinh Vô Lượng Thọ này mà nói như vậy, có nhiều người nói như vậy ha. Nãy giờ chúng tôi nói tiếng đọc chữ âm Hán và đọc tiếng Việt cho quý vị nghe, cố gắng ngang ngồi nghe kinh đừng có ngáp á, ngáp một cái không có đức á nghe. Cẩn thận nghe. Một là Phật bảo phụ vương, đó, Phật cáo phụ vương là Phật bảo phụ vương: chư Phật xuất thế có ba điều lợi ích. Một là miệng nói 12 bộ kinh là pháp lợi ích, trừ được vô minh ám cấu của chúng sanh, mở mắt trí tuệ, sanh trước chư Phật, chống đắc vô thượng Bồ đề. Hai là chư Phật Như Lai có thân tướng quang minh tốt đẹp vô lượng, nếu có chúng sanh xưng niệm quán sát, dù là tổng tướng hay biệt tướng, chẳng luận là thân của Phật hiện tại hay quá khứ, đều trừ diệt được tứ trọng ngũ nghịch của chúng sanh, vĩnh viễn thoát khỏi tam đồ. Ba là khuyên phụ vương niệm Phật tam muội. À, phụ vương bạch Phật: vì sao chẳng dạy đệ tử thực hành quả đức của Phật địa, thật tướng chân như, đệ nhất nghĩa không? Đoạn kinh này hơi khó hiểu. Nghĩa là phụ vương là cha của Phật, cha của Tất Đạt Đa đó ha. Đó, thì nói rằng sao không chỉ để mình niệm trực tiếp vào cái chân như thể tánh của mình, mà sao lại chỉ niệm qua Đức Phật A Di Đà? Phật bảo phụ vương: quả đức của chư Phật có vô lượng cảnh giới thâm diệu, khó lắm, thần thông giải thoát chẳng phải là cảnh giới phàm phu có thể thực hành nổi. Nghĩa là cái cảnh giới mà chân như thể tánh của mình là khó lắm, mà chư Phật nói ra để cho hàng thượng căn thượng trí mới tu được. Vì vậy ta khuyên phụ vương hành niệm Phật tam muội. Cái là phụ vương nói là sao không chỉ cho phụ vương là cha của Phật á, là niệm cái thể tánh thanh tịnh chân như. Nè, tướng chân như đệ nhất nghĩa không, là cái thể tánh thanh tịnh nè, sao lại dạy để niệm Phật A Di Đà? Ý giờ vậy thì Phật Thích Ca Mâu Ni nói là cha niệm cái chân như thể tánh đệ nhất nghĩa không này khó lắm, đó là hàng thượng căn thượng trí, còn cha là người phàm phu, dành cho phàm phu đó là niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Cái đoạn kinh này tự nhiên giác ngàn coi cái cảm động rơi nước mắt. Ngay Đức Phật đó mà còn phải về bên cạnh phụ vương để mà cung kính, để mà nói phụ vương nên niệm Phật A Di Đà. Thấy chưa? Thì như vậy cái đoạn kinh này chúng ta thấy rằng Phật khuyên phụ vương niệm Phật A Di Đà. Chúng ta cũng về khuyên cha mẹ, ông bà, làng xóm của mình niệm Phật A Di Đà. Nhà nhà niệm Phật A Di Đà, xóm xóm niệm Phật A Di Đà, làng làng niệm Phật A Di Đà. Thì khi họ niệm rồi họ đâu có còn chửi nhau, nói xấu nhau đâu mà gây lộn, phải không ạ? Thì đỡ công an chính quyền đến để giải quyết, không? Đúng không? Quý vị thấy công an chính quyền có vô đây để giải phân cái chuyện mấy bà già cãi lộn của chùa thầy không? Không có. Bà cụ nào mà không chịu niệm là tự nhiên thấy gì? Buồn quá, khó chịu quá, bức rứt quá, thôi chỗ này không hợp đi về, đúng không ạ?
đạo, quy luật đạo thải mà. Còn một cụ nào mà thích quá, quan hỷ quá thì ngồi ở đây niệm Phật. Đây, cho nên thành ra là cái vấn đề mà để mình thành tựu được một cái đạo nghiệp của mình thì cái cách lễ Phật là chống mâu thành tựu nhất. Quý vị ngồi một chỗ quý vị niệm Phật thì nó mất 800 công đức thân mình lạy Phật. Nhớ chỗ này không ạ? Cho nên cái lạy Phật chúng ta lấy làm tiêu chuẩn. Như vậy cho nên thành ra lễ kính chư Phật ở đây là lễ kính tất cả mọi chúng sanh và mọi loài động vật, loài súc sanh nó cũng có Phật tánh, chúng ta cũng lễ kính. Đó là cái lễ kính của Ngài Phổ Hiền dạy cho chúng ta. Nãy giờ chúng tôi chỉ dẫn một điều lễ kính chư Phật ha. Điều thứ hai là xưng tán Như Lai. Vì sao trong này không nói là xưng tán Phật mà nói là xưng tán Như Lai? Những câu kinh này thâm thúy lắm nha, giờ lắng nghe nha. Chúng ta lễ kính tất cả chư Phật là tất cả chúng sanh đều lễ kính, nhưng không phải ai chúng ta cũng xưng tán. Nếu người đó là người ác, nếu người đó là người xấu, chúng ta có ca ngợi họ không? Không. Đó, cái ý nghĩa như vậy. Xưng tán là tán thán Như Lai. Mà tán thán Như Lai ở đây á là nói về cái tánh đức, cái người đó có đức trong tánh của họ thì chúng ta mới xưng tán họ. Nếu người đó là chư tăng nè, là truyền bá chánh pháp nè, nếu người đó là người tốt thì chúng ta xưng tán. Nhớ chỗ này nha. Còn người không tốt chúng ta cung kính mà không xưng tán. Vô trong một cái đền, cái miếu, chúng ta vẫn chắp tay cung kính chào xá họ, nhưng không tán thán họ, vì họ không phải là Phật, không phải là Bồ Tát, cho nên chúng ta không tán thán họ. Nhớ chỗ này không ạ? Và cái xưng tán ở đây nghĩa là chúng ta không chê bai chỉ trích, gọi là xưng tán. Thì cái xưng tán Như Lai ở đây nghĩa rằng là khi chúng ta gặp một người đó mà người ta tu pháp môn Tịnh Độ, chúng ta giới thiệu cho họ bộ kinh Vô Lượng Thọ là chúng ta xưng tán Đức Phật A Di Đà, xưng tán cảnh giới Cực Lạc. Mà trong tất cả xưng tán, chỉ xưng tán Đức Phật A Di Đà, xưng tán cảnh giới Cực Lạc là công đức lớn nhất. Bây giờ quý vị coi nè, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xưng tán Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xưng tán Đức Bồ Tát Quan Âm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xưng tán Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Xưng tán tức là ca ngợi. Trong kinh á, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xưng tán Ngài Phổ Hiền ở trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xưng tán Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xưng tán Đức Quan Âm Bồ Tát trong kinh gì? Trong kinh Pháp Hoa là Phẩm Phổ Môn. Thấy chưa? Đó. Như vậy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có xưng tán Đức Phật A Di Đà không? Có. Vì sao? Vì do Đức Phật A Di Đà phát cái nguyện thứ 17, khi con thành Phật, mười phương chư Phật nếu không xưng tán về danh hiệu con, nếu không xưng tán về cảnh giới con, nếu không xưng tán về quốc độ của con, nếu không xưng tán về công đức danh hiệu của con, thề con không thành ngôi chánh giác. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xưng tán Đức Phật A Di Đà là nhiều nhất. Nhiều nhất. Vì kinh Vô Lượng Thọ này giảng đến 5-6 lần tại núi Linh Thú. Linh tức là linh thiêng. Kinh núi này nó rất là linh thiêng. Và xưng tán Đức Phật A Di Đà trước tất cả các vị Bồ Tát và trong thánh chúng, là cái phẩm trước chúng tôi giảng á, xưng tán với tất cả mọi người là Đức Phật A Di Đà là Quang Trung Cực Tôn Phật Trung Chi Vương, là thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất trong tất cả các vị Phật. Đó là Phật Thích Ca Mâu Ni khiên xưng tán và ca ngợi rằng, nói rằng cảnh giới Cực Lạc là cảnh giới thù thắng tạo bởi cái nguyện lực công đức của Phật A Di Đà, còn cảnh giới cõi Ta Bà là tạo bằng nghiệp lực của chúng sanh. Cho nên thành ra ta khuyên các ngươi nên bỏ cái cõi ngũ trược ác thế này, đây là nhà lửa tam giới, hãy mau mau về Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, là cảnh giới tạo bằng nguyện lực công đức tạo thành. Cho nên các vị muốn gì có đó, muốn vàng có vàng, vàng 24 carat cũng có, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách, lưu ly làm nhà bằng bảy báu, muốn nước đến chân đến ngực, chảy nhanh chảy chậm, ấm ấm hay là mát mát, tùy giai mãn nguyện, tưởng ăn có ăn, tưởng mặc có mặc,
ăn rồi liền biến mất, cho nó có ra một cái hầm như ở đây. Trời ơi, cái hầm ở đây dữ quá, cứ vài ba tháng là hút rồi. Nếu mà hôm bữa thầy xuống cái chỗ lặt rau á, thầy nói thì sao mà ăn vô nó ở luôn trong này, nó đừng có ra, nó đỡ giùm thầy một chút. Mà sao ăn vô ba phần thì nó tiêu có một phần, nó nuôi cái thân này còn hai phần phải ra, phải không à? Cái cõi ta bà mình nó là rứa, nghe không? Đó. Cho nên thành ra là gì? Cho nên thành ra là cái cõi ngũ trược ác thế này nó khổ như vậy đó quý vị à. Phật Thích Ca nói là ta ra đời ở cõi ta bà này, ta khuyên chúng sanh đừng có ở cõi ta bà này. Cái cõi ta bà này là ta thị hiện ra đây để mục đích nói cho các vị á, về Tây Phương Cực Lạc. Mà muốn về Tây Phương Cực Lạc là phải xưng tán danh hiệu, xưng niệm danh hiệu A-di-đà Phật. Niệm A-di-đà Phật là xưng tán Đức Phật A-di-đà, công đức này vô lượng vô biên. Nhớ mà. Chỉ cho người khác xưng tán Phật A-di-đà, chỉ cho người khác xưng tán là tụng cái bộ kinh Vô Lượng Thọ, công đức vô lượng vô biên. Nhớ không? À. Thưa quý vị, chắc là thường xuyên quý vị về đây biết cái nguyên tắc của thầy giảng, không bao giờ thầy chỉ trích một vị thầy nào, không bao giờ thầy chỉ trích chê bai một pháp môn nào. Lắng nghe nha, chỗ này quan trọng này nha. Thầy không bao giờ dám chê bai chỉ trích một vị thầy nào, nói tên rõ ràng không bao giờ có. Chỉ có một điều, hôm trước vị thầy đó lấy cái cuốn sách mà viết rằng là những người niệm Phật á, là cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, là cầu may, là mấy chuyện mơ hồ rồ điên, có vãng sanh Tây Ninh á, rải cùng hết pháp hội mình, thì thầy cảnh cáo, thầy khuyên quý vị không nên nghe. Thầy biết tên mà cũng không bao giờ nói tên. Vì vậy cho nên thành ra thầy khuyên quý vị là không nên chê bai. Đã học cái hạnh Ngài Phổ Hiền rồi là phải tán thán chứ không có chê bai. Thầy nói không phải là thầy quên lời và thầy nói là không đúng đâu, mà sự thực từ xưa nay đến giờ không bao giờ dám chỉ trích một vị thầy nào, dầu cho thầy đó giảng sai hay giảng đúng, mình vẫn tôn kính nha, tôn kính, nhưng mình không tán thán. Riêng Hòa Thượng Tịnh Không là thầy tán thán thường xuyên, bởi vì bậc này là đáng tán thán. Trời, quý vị biết thầy qua Hồng Kông mà thầy gặp Ngài, tự nhiên thầy mừng mà cái tay thầy nó rung, thầy nói không ra rời lời luôn á. Mừng hoan hỷ, ngồi bên cạnh Ngài chụp hình mà thấy trong người mình nó có một cái cảm xúc lạ kỳ. Bậc này đáng tán thán. Đi đâu thầy giảng thầy cũng nhắc Ngài, lúc nào trên bàn thầy cũng có cái hình của Ngài. Ngài Địa Tạng là khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài phó thác lại cho Ngài coi cõi âm và cõi dương luôn. Cho nên Ngài là khi mà Phật Thích Ca Ngài nhập Niết Bàn là giao lại Bồ Tát Địa Tạng ha, là để mà gia trì mà cái cõi âm và cõi dương luôn, và cho tăng cho là hàng xuất gia. Cho nên thành ra các vị Bồ Tát quý vị thấy vị nào cũng còn tóc không ạ, riêng Ngài Địa Tạng là người hình tướng xuất gia. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không giảng lúc nào cũng có Ngài Địa Tạng trên bàn, thầy cũng vậy. Đó, giảng có Ngài Địa Tạng ngồi ở trên cái bàn này là như vậy. Cho nên thành ra là quý vị biết rằng là chúng ta không nên chê bai chỉ trích pháp môn khác. Pháp môn thiền, pháp môn á, mật tông cũng của Phật nói ra, chúng ta không nên chê bai chỉ trích. Nếu chúng ta thuận thì chúng ta theo, không thuận thì chúng ta im lặng, không đề xướng. Mình chỉ có tu tịnh độ thì mình tán thán về tịnh độ, vì cái pháp môn tịnh độ này là mười phương chư Phật tướng lưỡi rộng dài thiết thành thật ngôn và tán thán, do cái nguyện thứ 17 của Phật A Di Đà. Thì hôm nay chúng ta cũng vậy, là học theo cái hành nguyện của mười phương chư Phật, luôn luôn tán thán Đức Phật A Di Đà, luôn luôn tán thán cảnh giới Cực Lạc, luôn luôn tán thán về vạn đức hồng danh A Di Đà Phật, thì công đức quý vị hả, nó đến rồi thì phước báu quý vị nó tràn ngập, giai sung mãn. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta biết rồi, chúng ta không chê bai chỉ trích nữa, mà tất cả mọi người gì đều có Phật tánh, chúng ta cung kính. Người đó đáng tán thán thì chúng ta tán thán, người đó không tán thán thì chúng ta vẫn cung kính mà không chê bai. Nhớ chỗ này không à? Cái chỗ này quan trọng lắm á ngàn. Học từng chút này. Có cái chú Phật tử chú nói, từ khi con lên chùa thầy là con dính luôn. Hỏi sao vậy?
thầy có ngãi hả? Nó kêu ngãi đâu có gì ngãi, ông nói làm gì có ngãi gì đâu, con nghe cái miệng thầy giảng mà nó dẻo. Ở cái đời gọi là dẻo, mà ở trong đạo gọi là biện tài vô ngại. Muốn biện tài vô ngại thì niệm A Di Đà Phật là biện tài vô ngại, vì A là vô, Di Đà là lượng, Phật là giác, mà A Di Đà Phật vô lượng giác nó sinh hoạt trong đầu mình lâu ngày là trí giác mình nó khai mở, nó bung mở ra, gặp chuyện gì nói cũng được mà không nói tầm bậy, nói chỗ nào là trúng chỗ đó. Cho nên thành ra quý vị biết rằng là thầy ngồi pháp tòa, thầy có thể nói 2 tiếng, 3 tiếng, qua bên Cali chùa Diệu Quang 4 tiếng, càng nói trong người mình nó sung mãn, nó hoan hỷ, mặt nó hồng hào, nó khóe ra, không? Vì sao vậy? Bởi vì nó hợp với tần số của mình. Còn có những người hợp với cái tần số mà ngồi nói xấu, ngồi chỉ trích, chê bai ha, người ta nói người ta cũng có năng lực trong đó nha quý vị nha. Cho nên mình bỏ đi những cái chuyện đó, gạt một bên. Hôm nay mình học theo ngạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền rồi, là xưng tán tất cả những người nào mà đáng xưng tán, nhất là Đức Phật A Di Đà là chúng ta xưng tán và cung kính đảnh lễ. Hôm nay chúng ta gì quý vị? Cung kính đảnh lễ, xưng tán danh hiệu của Phật A Di Đà. Mà chỉ cần xưng tán một danh hiệu Phật A Di Đà là xưng tán mười phương chư Phật, vì trong ánh quang minh của Phật A Di Đà có vô số Phật, vô số Bồ Tát hiện ở trong. Cho nên theo cái hướng của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không Pháp Sư, theo cái hướng của Ngài Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát, theo cái hướng tu của Ngài Ấn Quang là chỉ lễ một Phật A Di Đà, không lễ vạn Phật, không lễ nhiều Phật khác. Những người nào lễ nhiều Phật khác, nhớ Tam Thiên Phật là vạn Phật, mình gì? Vẫn cung kính để cho họ lễ, không chê bai chỉ trích, không xưng tán. Mà chúng ta chỉ gì? Xưng tán đảnh lễ một Phật A Di Đà, không lạy nhiều Phật. Lạy nhiều Phật thì lạy Phật trước nó quên Phật sau. Có nhiều người không bằng lòng chỗ này. Nhiều người không bằng lòng chỗ này. Nói trong chùa 15-30 lạy cái gì đó Hồng Danh Bửu Sám, rồi con phát tâm con lạy vạn Phật, chắc nhàng kêu tốt, tốt, vậy cũng tốt, không sao hết trơn á. Nhưng mà riêng cái hướng mà muốn cho thâm nhập một Phật, lạy một Phật để cảm một Phật, về một cảnh giới thì nhanh hơn. Mà khi cảm một Phật rồi thì sẽ cảm tất cả Phật. Khi quý vị thấy một Phật A-di-đà, cảm ứng được một Phật A-di-đà rồi thì mười phương chư Phật đều xuất hiện. Đó là ai? Ngài A Nan lạy một Phật A Di Đà quay về phương Tây, lạy Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà xuất hiện thì đồng thời mười phương chư Phật xuất hiện. Như vậy cái nguyên tắc để mà cảm nhiều Phật á, thì mình chỉ cần cảm một Phật thì sẽ cảm tất cả Phật. Còn nếu mà tạo cảm tất cả Phật, mình lạy tất cả Phật để mình cảm thì khó hơn. Cho nên chúng tôi ra Hà Nội giảng, cái cô đó cô nói: thưa thầy, con đi vô chùa ở Hà Nội con thấy Phật nhiều quá, con vô con kêu Nam Mô Tất Cả Phật. Ông lạy á, lạy Nam Mô Tất Cả Phật. Vậy có đúng không? Con thấy nhiều, con không biết tên ông nào, con làm luôn một câu cho nó đủ hết, con đi về cho nó mau, được không thầy? Úi dồi ôi, sao con niệm kỳ thế? Tất cả Phật là Phật nào? Đâu có danh hiệu Tất Cả Phật đâu. Thì cô nhớ Phật nào cô niệm Phật đó. Kêu thế là con lạy một Phật A Di Đà, thiếu mấy ông kia rồi, mấy ông kia có buồn không? Trời ơi, cô làm gì Phật mà buồn? Phật đã buồn đâu phải là Phật, phải không ạ? À? Cho nên thành ra là chúng ta đến đây, chúng ta cung kính tất cả Phật, nhưng chúng ta xưng tán đảnh lễ một Phật A Di Đà, nhớ ngang. Đừng có kêu lên chùa thầy Nhàn để ông chê bai, ông bác hết tất cả Quan Âm, Thế Chí, Thích Ca, ông bác hết, chỉ có Phật A Di Đà thôi. Nói vậy là sai, mang tội á ngàn, đọa địa ngục á ngàn. Theo ngài gì? Phổ Hiền là phải tung kính chúng sanh cũng còn cung kính, huống chi là Phật. Tất cả chúng sanh đều cung kính hết, không ạ? Huống chi mà Phật. Có nhiều người nói bữa nay chùa ông thầy Nhàn ông dẹp hết Bồ Tát, Quan Âm, Di Đà đồ, ông dẹp hết rồi chỉ còn Phật Di Đà. Làm gì có, Quan Âm Thế Chí đứng trước Địa Tạng cũng còn ở đây mà, thấy không ạ? Cho nên thầy nghiên cứu kỹ lắm, kinh điển kinh sách thì nghiên cứu rất kỹ, nhưng mà trong cái rộng đó phải có chiều sâu. Cái nguyện thứ ba đó là quảng tu cúng dường, nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường. Thì cái tu của người Phật tử theo tịnh độ thì mình cúng dường cái gì? Và Ngài Phổ Hiền sao không nói là bố thí mà Ngài nói cúng dường?
Chỗ này quan trọng chút nè. Bố thí là cái tâm của mình cho những người, tặng cho những người thấp hơn mình. Cúng dường là cung cung kính kính những tăng ni Phật, những bậc cao hơn mình, gọi là cúng dường. Hôm nay học hai chữ này nghe. Bữa nào mang trái mít đến kêu con cho thầy nè, gọi là bố thí cho thầy nè. Ví dụ vậy mà. Thì không phải. Ý của Ngài Phổ Hiền trong này nói rằng, dầu cho những người thấp hơn mình, hèn hạ hơn mình, những người ăn xin, nhưng mình cho mình cũng thành thành kính kính mình cho. Đó là xứng với cái tâm quảng tu cúng dường của Ngài Phổ Hiền. Nhớ không? Dĩ nhiên mình không có nói cúng dường những cái người mà thấp hơn mình, những người ăn xin đi, những người mà nghèo hơn mình đi, mình đem mình cho, mấy đứa mình tặng cho họ. Mình nói tặng ha, mình nói cho ha, mình nói bố thí gì không biết. Nhưng mà cái tâm của mình hết sức là cung kính, hết sức là trân trọng. Thì cái này là cái hạnh của Phổ Hiền. Quý vị đang thực hành cái hạnh của Phổ Hiền. Còn nếu cho với cái tâm mà mình không có tôn kính á, thì nó chỉ là cái phước báu hữu lậu và không phải là cái phước báu nó lớn. Bởi vì một chút thành kính là một chút công đức mà, một chút phước báu mà. Vì vậy cho nên thành ra là cái nguyện thứ ba của Ngài Phổ Hiền đó là phải gì? Phải rộng tu, quảng là rộng, tu cúng dường. Thưa quý vị, thầy thích cúng dường lắm. Cái cúng dường thiên tăng là thầy chuẩn bị trước 3-4 tháng. Cái thùng để thiên tăng bên ngoài đó là để quý vị gieo cái duyên á, tùy hỷ công đức. Từ cái cúng dường này là mình tích tập cái công đức, cái phước báu. Y như mình bỏ trong một cái ngân hàng, mà cái ngân hàng này là khỏi sợ băng rếp si, khỏi sợ nó mất đi đâu hết trơn. Một cục tiền nó gói trên đầu nằm, đôi khi ngủ mê nó còn vô nó lấy được. Chứ tiền mà để qua bên cái cúng dường rồi là không mất đi đâu. Vừa rồi có cái cô Phật tử bị ung thư cắt hết bao tử, tuần trước chúng tôi có nói á, cung kính cúng dường 2.000 tượng 700 triệu. Chúng tôi rất là trân quý vì cái tâm của cô này chuẩn bị ra đi rồi, bây giờ bắt đầu có phát tâm cúng dường. Chúng tôi cũng trân quý lắm, hồi nãy có bà cụ bà đưa 2.000 đồng. Trân quý cái tâm của họ. Nếu mà mình đặt cái vấn đề tiền bạc lên hàng đầu thì mình chưa tu được cái hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền. Ai cúng nhiều, ai giàu có, mình trân quý, mình tiếp đón á, mình lo lắng cho họ. Còn những người nghèo á, mình không có lo lắng, mình không có trợ duyên, mình không có gần gũi lo cho họ. Như vậy cái tâm của mình không hành theo hạnh của Phổ Hiền. Đó. Mà cái cúng dường quý vị biết, cái cô đó mà cổ ăn xin, cổ đi ăn xin mà cổ có 2 xu thôi. 2 xu hồi xưa chắc bằng 2.000, chưa tới bằng 2.000. Mà cổ đem vô cổ mua dầu, mà 2.000 đó là cả một cái buổi ăn xin của cổ, nhịn đói mua dầu vô cúng Phật. Thì khi cúng cho Phật rồi ha, thắp đèn, bữa đó A Nan ra một kiền liên á, có thần thông để nhất ra thổi không tắt. A Nan ra khỏi không tắt, kêu ngài một kiền liên dùng thần thông thổi không tắt. Vô bạch với Đức Phật, cái cuối cùng Đức Phật mới nói là bà cụ này đem cả một cái buổi ăn của bà và tiền của bà mấy xu hào đó bà đem đi bà cúng dường, cho nên cái tâm trân quý này dầu cái thần thông của ông cũng thổi không tắt được, bởi vì cái công đức của bà này lớn lắm. Cho nên thầy nghe những cái mẫu chuyện này cho nên thầy thấy là cái tâm của mình, tức là nhất thiết di tâm tạo, tất cả đều nơi tâm của mình sanh ra, có tiền ít, có cái tâm chân thành, nó cũng có công đức đó. Vậy cho nên cái tâm của thầy thực sự ngồi trước Tam Bảo nói, những người quý vị nghèo, quý vị cứ việc đến, không có phải bắt quý vị ghi tên đóng tiền 50.000, 100.000, không phải lo cái chuyện đó. Mà quý vị cứ việc về đây đủ tiền xe bích, quý vị về còn không đủ thầy cho. Không, thầy nói chân thành như vậy. Trong này có ai không đủ tiền xe bích đâu. Thì con bé giơ tay kìa. Cho nên thành ra thầy nói với quý vị là cái tu cúng dường này là mình gì? Mình bỏ ống. Cái tu cúng dường này là mình tích tập cái phước báu. Quý vị nhớ Phật còn tại thế mà cả hai vợ chồng, cái gia tài là cái khố.
cái khổ là cái miếng giải quấn đi để ăn xin không. Cái mẫu chuyện trong sử liệu đó, vợ đi sinh thì chồng phải ở nhà, con cái khố miếng giải mà. Mà vợ đi sinh là chồng phải ở nhà. Thế hai vợ chồng nghĩ, sao hai vợ chồng mình nghèo đến cái mức độ là không có tấm vải che thân, chỉ được một tấm để che thân. Cuối cùng là thấy Đức Phật đi ngang qua đi khất thực. Hai người chấp nhận ngồi ở trong đống rơm á, đưa cái khố mà nó hôi ha, cái khố mà có một cái không biết ai mang đi giặt này mới chết. Nó mang cái khối dâng lên cúng cho Phật, chắc cũng giặt sạch sẽ rồi cúng đó nha. Trân quý bằng cái tâm cung kính, bằng cái tâm cung kính này á, dâng lên cúng cho Phật. Phật gì chứng minh xong, Phật thọ ký chứng minh nhận xong rồi ha, chắc nhận rồi Phật cũng để lại cho Phật, chắc không lấy cái đó ha. Cái cuối cùng gì chứng minh xong về thuyết lại một thời pháp, vua Ba Tư Nặc mang của ùng xuống. Nhưng mà cái tâm mà tranh đấu á, chấp nhận cúng cái khố này để rồi nhịn đói chết, sao đi ăn xin được nữa. Chấp nhận cúng cả cái gia tài này, cái khố nó có gì đâu mà cả gia tài đó. Vậy là Phật thuyết một thời thuyết pháp, nói cái người nghèo nhất họ vẫn có mảnh vải để họ cúng. À, có nhiều Phật tử nói, con mới có hai cái nhà lầu từ từ á thầy, còn mấy xe hơi nữa từ từ á. Có nghĩa là có rồi nhưng mà gì chưa đủ á. Này, thì gì hưởng phước bất khả hưởng tận, mình hưởng nó hết rồi, con cái đi ăn mày hết phước. Cho nên trong này là ngài Phổ Hiền mới nói là gì, phổ tu cúng dường cho rộng rãi. Cho nên khi ngài Tịnh Không gặp ngài Trương Gia đại sư, hỏi ngài Trương Gia có cái cách nào tu á, đi bằng con đường nào vào. Ngài Trương Gia nhìn ngài Tịnh Không nửa tiếng, một chập xong là nói có. Ngài Tịnh Không nhìn ngài Trương Gia 15 phút sau nói là gì, bố thí cúng dường, bố thí cúng dường. Nghĩa là từ nơi cái bố thí cúng dường này thì sẽ thành tựu. Hòa thượng Tịnh Không nói lúc trước của ngài cũng điều kiện vật chất cũng nghèo khổ thiếu thốn lắm, mà từ cái bắt đầu cái tâm ngài bố thí cúng dường, quý vị biết không, đến bây giờ nghe, mới vừa rồi chúng tôi nghe ngài nói bên Úc người ta xây một cái trường học. Cái trường học này là 1.300.000 đô. 1 triệu đô là 20 tỷ, 100.000 đô là 2 tỷ. Hòa thượng đến tặng cho cái trường đó 100.000 đô. Một thời gian sau nghe nói Phật Quang Sơn tặng thêm 200.000, 150.000, 150 nữa, 150.000 nữa là 250.000. Thì vài năm sau Hòa thượng quay trở lại hỏi sao cái trường này xây chưa. Kêu người ta hứa nhiều lắm mà chỉ có hai nơi tặng, là Hòa thượng tặng 100.000 với chùa Phật Quang Sơn á, tặng 150.000 là chỉ có 250, mãi đến hôm nay vài năm nay chưa có. Hòa thượng nói bao nhiêu là đủ, họ nói 1.300.000 đô là đủ xây cái trường học này, trường đại học này. Hòa thượng nói gì, tôi tặng 1.000.000 đô nữa. 1.300.000 thì lúc trước được 250.000 rồi, tôi 100.000 với lại Phật Quang Sơn 150.000, bây giờ để tôi tặng thêm 1.000.000 đô nữa, là hiện tại trong này có 1.250.000 đô. Trời, người ta mừng quá, xong bắt đầu người ta xây lên, người ta mời ngài đến để trao tặng và hỏi ngài là hồi trước giờ đi giảng có ai bị bắt bí mà ngài không giải được không, thì ngài nói chưa khi nào. Cuối cùng ngài tặng, người ta cái trường đó tặng cho ngài một cái tiến sĩ danh dự. Một cái tiến sĩ danh dự, ngài nói tôi tu hành, tôi không cần cái tiến sĩ này. Không cần cái danh dự, tức là cúng ba la mật luôn. Ngài vẫn đến dự lễ. 1.000.000 đô là 20 tỷ. Mà ngài không có, trong băng ấy ngài á, không có tiền mà ngài chỉ nói như vậy thôi. Vậy mà các mạnh thường quân mang đến cúng. Nghĩa là ngài từ cái bố thí này mà ngài nói bây giờ kinh đĩa băng sách ngài tặng miễn phí, lúc trước nghèo chưa có thì quay từ cái băng video để tặng. Bữa nay quý vị biết cả container tượng Phật chúng tôi qua Hồng Kông, cả container mà xuất qua bên Trung Quốc ngài tặng miễn phí. Ngài kêu Phật là không có bán, pháp là không có bán, tặng miễn phí. Dễ sợ như vậy. Từ cái công đức này bây giờ ngài biết bao nhiêu là cái tịnh tông trên thế giới quy kính ngài. Và ngài có một điều là Tịnh Không Bất Tác Chính Trị, ngài để trên cái cửa đó. Trong cái cửa của ngài là lúc nào cũng có hai câu. Một câu là lão thập niệm Phật cầu sanh cực lạc, còn một câu là Tịnh Không Bất Tác Chính Trị, là tịnh không không làm chính trị. Chúng tôi thích lắm, thích cái câu này. Cho nên thành ra mình chỉ lão lão thật thật, lo mình tu hành không hết, mình còn chính trị chính em gì nữa quý vị.
không à? Đó. Vì vậy cho nên thành ra thầy thích một điều là gì? Chỉ lão lão thật thật, chân chân thật thật niệm Phật để mình về Tây Phương Cực Lạc, không có thời gian để mình tu á quý vị à. Yên tâm về đây là cứ biết Phật A Di Đà, niệm Phật A Di Đà, y kinh mình tu, làm sao cho gia đình mình được tốt, đỡ cho cái phần gánh của xã hội, người ta quan tâm lo lắng cho mình, rồi đi xử phân đồ này nọ nữa. Cho nên chúng tôi nghe là những cặp chuẩn bị ly dị mà về đây không ly dị nhiều lắm á. Trẻ trẻ, già già cũng muốn ly dị nữa mới chết chứ. Mà về đây nghe xong là không có ly dị. Có một cái cặp gia đình mà chắc là tuần sau lên Phật Pháp Nhiệm Màu ở Đức Trọng. Trời ơi, một năm 365 ngày mà 10 năm như vậy không bỏ sót một ngày cả lộn. Vậy mà bữa nay lên chùa xong một cái hết cả lộn rồi. Thương nhau rồi. Thầy nói ghét nhau á thì gì thì cãi, mà thương nhau coi chừng giảng sanh không được, mới chết nữa đây á. Ông kia không có, bữa nay tu dữ lắm. Lúc trước mà ông nghe mà cái cô bà vợ ha, mà tụng kinh Vô Lượng Thọ ha, là ông đóng cửa cái rầm mà ông nghe. Bữa nay ông ra ông tụng ngày hết bộ. Tuần sau có Phật Pháp Nhiệm Màu ha. Vì vậy cho nên thành ra cái cúng dường ở đây á là gì quý vị biết không? Là mình tích cái phước lại cho con cái của mình về sau. Cho nên tuổi Nhật vừa trước có đứa bé, nó kêu thầy, cái tiền này là con tặng cho, con đưa cho chú Hiếu để mà trả nợ đó thầy, để cho chú Hiếu đi tu. Đứa bé chắc cũng 9-10 tuổi. Cho nên đợt vừa rồi đây, quý Phật tử phát tâm được 35 triệu, thầy bỏ ra như vậy là 45 triệu, là 80 triệu. Chú Hiếu mang hai cái người nợ đó lên trả xong, hai người nợ ngồi khóc, khóc sướt mướt. Bây giờ nghe cả đạo tràng mình tặng với thầy á mà, nhưng mà họ khóc vậy, họ đi về không cúng được đồng nào. Tự họ khóc khóc mà cúng lại được mấy chục ngàn mua nhang, mua đèn rồi chứ, mua rau mấy mấy. Cho nên có nhiều người nước mắt cũng giả dối lắm ha. Cho nên chú Hiếu cũng rất là mừng, chút nữa thầy giảng xong rồi ra cảm ơn quý vị ha. Thì trong cái bố thí này nó có tài thí, pháp thí và vô ý thí. Tài thí là mình đem tiền bạc của cải vật chất người ta thiếu thốn, mình đem đi tặng cho họ, mình đem đi tặng bằng cái tâm cung kính, bằng cái tâm quý mến, gọi rằng là gì? Gọi rằng là cúng dường. Còn nếu mà mình có cái tâm mà không cung kính, mà mình xem thường, mình thấy họ thiếu phước, mình không có quý kính á, thì cái tâm này là cái phước báu, gọi là nó đồng với lại là bố thí. Cái phước này rất là kém. Cũng đồng tiền đó, cũng sự việc đó, cũng loại là đồ vật đó, nhưng mà mình cung kính thì thành cúng dường, dầu đó là người thấp hơn mình, hèn hạ hơn mình. Đó là cái tâm của Ngài Phổ Hiền, bà Hòa Thượng nói ở trong cái cuốn Vô Lượng Thọ lần thứ 10, chúng tôi nhớ cái ý này. Đó, thì như vậy là tài cúng dường là cơm áo gạo tiền, thuốc men. Thí dụ mình bố thí thuốc á, mình cúng dường thuốc á, thì như vậy mình ít bệnh hoạn. Có cô Phật tử á, một tháng 30 ngày cổ đi, đúng 30 ngày của nó có 31 ngày, chắc cổ đi 31, 32 ngày luôn á. Nghĩa là lúc nào cũng gặp bác sĩ, đi đâu cũng kè kè thuốc ở trong người. Cổ nghe lời thầy, cổ đi bố thí thuốc cũng mấy lần, cúng dường thuốc cũng mấy lần cho mọi người. Đến bây giờ sao không thấy bệnh nữa? Bác sĩ nói cô có bệnh gì đâu nữa mà khám, bây giờ mạnh khỏe ù à. Cho thuốc, cúng dường thuốc là ít bệnh hoạn. Cúng dường vải thì đời nào sanh ra cũng ấm cúng. Bố thí tiền thì đủ của cải mình đầy đủ. Cho gạo thì lúc nào gạo mình cũng đầy bồ. Có nghĩa là mình cho cái gì thì nó sẽ được cái đó. Nhớ chỗ này. Nhưng có một cái cách bố thí mà nó đầy đủ tài thí, pháp thí và vô ý thí luôn. Ví dụ quý vị cho người ta tiền, quý vị chỉ được tài thí. Nhưng hôm nay quý vị lấy tiền, quý vị phóng sanh. Lấy tiền phóng sanh là tài thí. Đem cái loài súc sanh này về quy y, nó nghe pháp và sám hối nghiệp chướng, quý vị được pháp thí. Mà pháp thí thì gì? Được trí tuệ sáng suốt. Và đáng lẽ chiều hôm nay nó bị cắt cổ nhỏ lông, chuẩn bị mình phóng sanh này nãy đó, chiều nay nó lên thớt á, thì mình cứu nó được, nó không có chết một cách sợ hãi đau đớn đó. Mình được công đức là vô ý thí, là công đức sức khỏe sống lâu. Một đồng tiền mà làm được ba cái thí luôn. Đem đồng tiền này in kinh, in tượng Phật. Lúc trước người ta sợ chết, mà mình in kinh cho người ta tụng, bây giờ người ta biết có cảnh giới cực lạc rồi, không sợ chết nữa, thì được cái công đức gọi là vô ý thí.
Nhớ chưa? Và người ta đọc kinh như vậy thì gọi là mình bố thí pháp, mình được trí tuệ. Mình lấy tiền ra mình in kinh thì được tài thí. Cho nên cái tuyệt chiêu mà cái hay của Hòa Thượng Tịnh Không là Ngài dùng cái tài này mà ngoài qua pháp, mà Ngài bố, Ngài làm qua chuyện vô ý thí luôn quý vị. Mà từ nơi cái công đức phóng sanh, từ nơi cái công đức in kinh, từ nơi cái công đức in tượng này mà chùa thầy bây giờ bắt đầu á, nó khởi sắc lên và điều kiện vật chất sống của quý vị thoải mái. Chúng tôi nói quý vị, riêng nếu mà không có bố thí, không có cúng dường pháp như vậy á ngang, mà tiền người ta cúng vô mua rau cũng không nổi á. Trời, thấy một đống rau cái là dài bữa nghĩ mà bà già bà làm chập cái sao hết á. Nó nhanh thiệt nha. À, gạo đồ cũng vậy. Mà gì? Hết người ta cứ mang đến, hết người ta mang đến, rau gạo ăn không hết. Là gì? Là từ cái công đức niệm Phật, từ cái công đức phóng sanh, từ cái công đức in kinh này sanh ra. Vì vậy cho nên thành ra tài thí, pháp thí và vô ý thí. Trong mạng bạn không có tài, bạn làm cái nghề đó không sanh ra tiền. Nhưng người khác trong mạng họ có tài, họ làm cái nghề đó họ sanh ra tiền. Cũng đồng thời là bán vật liệu xây dựng, mà bà đó bà bán thì gì? Khách vô đông lời, còn mình phá sản. Là vì sao? Là không phải mình không thông minh, không phải là mình không khéo giỏi, mà trong mạng mình không có tài, là mình không biết bố thí, mình không có tích lũy tài. Cho nên trong mạng bạn không có tài, bạn làm ăn thất bại là do bạn, chứ không phải là xui gì hết trơn. Ồ, năm đó tháng đó tôi xui quá, thôi đi tôi đi cúng cái sao đi, cái rồi tôi lên á, tôi làm một chút xíu phước cúng cho ông Phật nhảy chuối coi thử đời tôi có thay đổi không. Trời, có nhảy chuối mà đời thay đổi làm gì mà dễ ăn dữ vậy. Người ta lạy Phật cái này, người ta tu xối đầu cái này, người ta về đây á, người ta lạy Phật, người ta ăn chay nè, người ta nằm đất nè, người ta tha thiết người ta tu kia kìa, mà chưa thấy gì cả. Chúng cúng ông Phật có đời thay đổi, cúng có nải chuối đời thay đổi. Cái nghĩa là chúng ta phải có cái sự công phu bố thí, chúng ta tu tập, phải không à, thì cái điều kiện vật chất mới có. Chúng tôi tin chắc trong này ai, tất cả mọi người ai làm việc gì cũng mong cho gì có kiết lợi của cải vật chất nó đến với mình cho nó trúng mánh ha. Làm ăn mua một bán mười ha, người ta vô người ta mua cái quán mình cho đất, nhưng mà trong mạng mình không có tài, họ mua rồi họ trả lại đó. Đó, quý vị thấy không ạ? Muốn có tài là gì? Phải quản tu cúng dường. À, như vậy cho nên thành ra là hôm nay chúng ta biết Ngài Phổ Hiền dạy là muốn trong mạng bạn có tài phải bố thí, muốn bạn thông minh thì bạn bố thí cúng dường pháp, muốn cho được sức khỏe sống lâu là phải cúng dường để mình phóng sanh. À, tam giả quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng. Trong tất cả các cách sám hối, lạy Phật là sám hối, niệm Phật A Di Đà là sám hối. Thì cái cách sám hối nó có nhiều nhiều cách mà chư tổ chế ra đó. Lạy vạn Phật cũng là sám hối, lương hồn sám cũng là sám hối, từ bi thủy sám cũng là sám hối, tam thiên Phật cũng là sám hối, hồng danh bửu sám cũng là sám hối. Hôm nay mình lạy sám hối là mình lạy một Phật A Di Đà, đó là sám hối. Bữa có cô Phật tử có nói thầy, hàng ngày con lạy Phật, con niệm Phật nhiều lắm mà tội con thấy nhiều quá, bây giờ con lạy thêm Phật khác là sám hối được không thầy? Thầy nói ồ, có lạy Phật A Di Đà là có sám hối rồi đó. Lạy nhiều Phật cũng là sám hối, mà lạy một Phật A Di Đà cũng lại là sám hối. Mà cô chưa thành thành kính kính, cung cung kính kính, cô chưa có lạy để cho nó tiêu tội, cho nên thành ra là gì? Cho nên nó chưa có đạt kết quả. Sám hối nghĩa là gì? Sám hối tức là ăn năn những cái lỗi đã làm và ngăn ngừa không làm những lỗi kế tiếp, gọi là sám hối. Cho nếu mà quý vị cứ việc lạy Phật hoài mà tánh nào tật đó, phải không à? Tâm tham, tâm trộm cắp, tâm nói láo, tâm mà không có tốt cứ vẫn giữ nguyên thì quý vị lại suốt đời xối đầu như cái chày giả gạo, nó giả miết mà không có ra cái gì, không kết quả. Nhớ chỗ nào không à? Sám hối là mình biết Phật dạy rồi mình ăn năn ngăn ngừa cái lỗi, ăn năn những cái lỗi trước, ngăn ngừa những lỗi sau, đó là chân thật sám hối. Đem cái tâm mình ra thành khẩn mà sám hối, tâm tịnh rồi tội liền tiêu. Phải không ạ? Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không, thế mới là chân sám hối. Ai sám hối mà đạt kết quả? Vua A Xà Thế nhốt cha trong ngục tù, nhốt mẹ trong ngục tù và cha chết trong ngục tù. Cuối cùng Đức còn bà Vi Đề Hy là mẹ mà cầu nguyện thành khẩn
tha thiết đảnh lễ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và A Nan và ngài Mục Kiền Liên đến ngay nơi cái ngục tù của Bà Vi Đề Hy, mà người con là vua A Xà Thế nghe theo Đề Bà Đạt Đa phá Phật á, mà lên ngôi để mà giành chức vị, kêu chỉ lên một ngày cuối cùng lấy dấu ấn đó, xong lấy cái ấn đó, lấy cái quyền đó mà nhốt cha vô trong ngục, cũng là oan gia trái chủ, cuối cùng cha chết trong ngục. Và ngài Phật A Di Đà, Phật Thích Ca Mâu Ni mới gặp Bà Vi Đề Hy. Bà Vi Đề Hy mới: con chán cái cõi này lắm rồi. Thực ra quý vị đang ngồi còn sung sướng, còn ăn uống, còn sinh hoạt như vậy, quý vị chưa chán, chứ quý vị mà bị cái gì nó nhốt vô tù, nó cho chung thân rồi, quý vị chán lắm. Ha? Lúc đó muốn về cực lạc thôi, bây giờ đâu có ra cõi này nữa đâu, không à? Bà Vi Đề Hy cũng vậy, bà muốn về một cái cõi Phật nào khác chứ không còn muốn ở đây nữa. Thì cuối cùng Đức Phật mới dùng thần lực cho bà thấy mười phương chư Phật. Thì khi bà thấy mười phương chư Phật rồi, bà chỉ cái cõi cực lạc của Phật Di Đà, kêu con muốn về cảnh giới này. Thì Đức Phật nói muốn về cảnh giới này phải dùng 16 phép quán, và phép quán cuối cùng đó là trì danh niệm danh hiệu của Phật Di Đà để có vãng sanh. Thì bà Vi Đề Hy phát nguyện vãng sanh, là ngay Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế đã có pháp môn tịnh độ này rồi ngang, đã chỉ cho bà Vi Đề Hy vãng sanh rồi ngang, chứ không phải cái hộ niệm này là mới chế ra đây à, không phải. Phật đến khuyên phụ vương, hồi nãy chúng tôi nói quý vị là Phật hộ niệm cho phụ vương đó, khai thị cho phụ vương đó. Đó. Thì vua A Xà Thế mới gì? Bừng tỉnh ra, ăn năn sám hối. Phạm ngũ nghịch trọng tội, giết cha, giết mẹ, giết vị đa hán, làm Phật làm máu, phá hòa hiệp tăng. Thì người này giết cha là vua A Xà Thế. Khi ổng đã giết rồi, tức là ổng đã tạo nghịch, ngũ nghịch trọng tội, phải đọa xuống vô gián địa ngục. Nhưng trong vương kinh A Xà Thế, nghe rõ nha, có nhiều người nói thầy Nhàn nói giết cha giết mẹ cũng được giảng sanh đó. Cái cô ở Sài Gòn có hỏi ông thầy đó, ông thầy đó đang giảng, giảng xong ông thầy đó nói: ai có câu hỏi gì không, hỏi đi. Cái con lên trên thầy Nhàn, à, con nghe băng nhá, con nghe băng thầy Nhàn nói là giết mẹ giết cha cũng được vãng sanh, ông thầy nó nói bậy. Ai nói, ông thầy Nhàn nói vậy bậy quá. Cô kia cô hỏi cắt cớ kiểu đó, do cô kia cô hỏi cắt cớ cho nên ông thầy đó ông nói vậy là phải rồi. Làm gì giết cha giết mẹ mà được vãng sanh, mà ai cậu nghe cái câu chuyện này, nghe ba chớp ba nhán, nghe không có đủ. Trong vương kinh A Xà Thế hồi sáng mới đây nè, chúng tôi đọc qua cái đoạn mà sám hối nghiệp chướng á, mà Hòa Thượng Tịnh Không nói là vua A Xà Thế vì sám hối nghiệp chướng, ăn năn niệm Phật, thế mà vãng sanh trung phẩm thượng sanh cho đến trung phẩm, rồi thấp hơn là trung phẩm trung sanh, mà thấp nữa là trung phẩm hạ sanh, mà vua A Xà Thế này được trung phẩm thượng sanh. Giết cha lỡ tạo tội rồi, ăn năn sám hối, quay đầu tha thiết lạy sám hối, cầu nguyện vãng sanh, thế mà vua A Xà Thế cũng được vãng sanh. Cho nên trong quán kinh nói rằng, nếu phạm ngũ nghịch trọng tội mà còn tin pháp môn tịnh độ này, ăn năn sám hối, tha thiết một lòng tu tập, nguyện vãng sanh, người này vẫn được vãng sanh. Nếu giàu cho người đó là gì? Là ngũ nghịch trọng tội. Tội này là lớn nhất nha, loại lớn nhất. Nhưng mà ăn năn sám hối vẫn thành tựu được. Đó là trong vương kinh A Xà Thế. Ai không tin thì về, thầy nào không tin thì về lật trong vương kinh A Xà Thế thì thấy ngài A Xà Thế, vua A Xà Thế đã được vãng sanh trong vương kinh nói. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. À, và cái thứ năm đó là tùy hỷ công đức. Cái tùy hỷ công đức này khó nghe. Hôm nay quý vị đang đứng ở trong này, thấy thầy phóng sanh ngoài kia, A Di Đà Phật, vỗ tay phóng sanh nha. Tùy hỷ công đức. Thấy cái bà đó bà đứng bà chen ra, cái bà đó cái bà chằn nó cứ đứng nó hoài à, không tùy hỷ, không tùy hỷ à. Cái nghĩa là trong lúc đó mình không tùy hỷ thì nó mất đức, mà mình tùy hỷ là có công đức. À, cái tùy hỷ công đức này nó đặc biệt nha. Ganh tị, thấy bà đó bà cúng, cái cô đó cũng cúng 5 triệu không à, mình gì phải cúng 6 triệu cho hơn, mà thấy 5 triệu đó không tùy hỷ thì không có công đức. Nhưng không có đồng nào, không có đồng nào mà mình thấy cổ cúng 5 triệu mình vui vẻ hoan hỷ, mình được công đức bằng 5 triệu. Cho nên ngài Phổ Hiền mới nói là tùy hỷ công đức. Hôm nay mình về phóng sanh mình tùy hỷ, thấy mọi người niệm Phật mình tùy hỷ, thì từ cái công đức nó nó gì nó sẽ được đầy đủ viên mãn. Thì từ cái nơi cái tùy hỷ công đức này rồi á, thì cái phước báu nó sẽ đến với mình. Thấy người ta niệm Phật mình cũng tùy hỷ, rồi mình thấy người ta tụng kinh mình cũng tùy hỷ. Khi cái tâm tùy hỷ rồi, quý vị đi ra ngoài quý vị thấy việc gì quý vị cũng vui. Thực sự mà nói hôm nay thầy có thời gian các chú ở trên này lo hết công việc, thầy vô chuyên tu rồi trong người thấy nó hoan hỷ, lên thấy chú nào cũng hoan hỷ.
Cái lòng của mình hoan hỷ thì thấy tất cả mọi cái gì cũng hoan hỷ. Cái lòng của mình không hoan hỷ rồi á thì thấy tất cả mọi sự việc đều không hoan hỷ. Hiểu nè. Đó, vì vậy cho nên thành ra cái công đức mà tùy hỷ này đó thì quý vị phải gì? Phải niệm Phật, cái lòng mình nó an lạc, nó vui vẻ thì mình mới tùy hỷ được. Nhất là quý vị đi gì biết không? Đi ỷ lạo. Thì đi ỷ lạo như vậy mấy bà cụ lên xe thì ai cũng muốn ngồi gần thầy. À, bởi vì xe cái ghế nó đi như vậy thì thầy đi bà nào cũng muốn lại ngồi gần hết. Thì có cái cô kia cổ lại cổ ngồi gần thầy thì cổ cũng già năm mấy rồi, gần 60 rồi. Cái bà kia bà nói đó đó, cái bà đó, bà thương ông thầy bà ngồi đó đó. Nói cắt cớ vậy đó quý vị. Nghĩa là mình thấy người ta tùy ngồi mà mình gì tùy hỷ nhường một chỗ ngồi. Thì cái người ngồi thứ nhất nhường người ngồi thứ hai, người thứ hai người người nhường người ngồi thứ 10, người nhường người ngồi thứ 10 á là nhường người ngồi thứ 50, tức là người đầu tiên mà nhường được 50 người như vậy trong kinh Pháp Hoa nói đó thì công đức người này được 50 lần. Cái chùa của thầy cũng có cái tình trạng lúc trước á, hai người thân nhau vô cái kêu bà đi sau để đưa cho tôi cái áo, tôi để cái đó không ai dám vô đâu, chút nữa tôi với bà bạn ngồi gần nhau. Hả mà dành chỗ chứ mà à, gọi là dành chỗ. Trong này cũng có cái vụ dành chỗ dữ lắm nha, mà cũ hiếp mà mới nữa đó. Mấy bà già tôi thường trụ đây nè, ông thầy ông thương tôi lắm á. Trời vô duyên ai cũng thương chứ bộ người thương mình bà đâu mà. Mấy bà thường trụ á mà, coi như là ma cũ hiếp mà mới, tôi về lâu á mà, rồi dành chỗ nằm nữa mới chết chứ. Đó, dành chỗ ăn nữa. Không tùy hỷ, không tùy hỷ chỗ ngồi, không tùy hỷ chỗ ăn, không tùy hỷ chỗ ngồi, không tùy hỷ chỗ nằm, cái gì cũng là gì, ganh tị hết trơn thì làm sao có công đức. Chủ niệm Phật xối đầu cũng về cực lạc, về đó làm rộn trên đó hết trơn. Trên đó là bao nhiêu người đều tùy hỷ hết. Thấy người này đi cúng dường cho Phật thì sao, thì người khác cũng tùy hỷ. Còn mình thấy người này cúng dường cho thầy thì gì, không tùy hỷ. Đó, vì vậy cho nên thành ra mình phải tập cái hạnh tùy hỷ. Mà muốn tập cái hạnh tùy hỷ này phải lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng, thì cái tâm mình nó tiêu nghiệp rồi nó mới tùy hỷ. Còn cái nghiệp tham sân si tật đố mà kêu tùy hỷ khó lắm ha. À, thưa quý vị, nãy giờ thầy giảng gần 2 tiếng, 11 giờ kém, 11 giờ kém 10 ha. Thì thưa quý vị, hôm nay thì thầy giảng 5 cái công đức này, 5 cái nguyện của Ngài Phổ Hiền để mà sanh ra cái đức. Thì chúng ta tôn quý cái đức của Ngài Phổ Hiền khi dạy cho chúng ta những cái điều này. Thì thưa quý vị, hôm nay trong pháp hội về cũng khá đông. Với tâm nguyện của cô Diệu Hồng này cũng chưa quy y Phật Di Đà, thì cổ mới quy y Tam Bảo thông thường, nhưng cổ tha thiết muốn về quy y Đức Phật A Di Đà. Thì thầy sẽ đặt tiếp tục là Diệu Âm Diệu Hồng. Còn chú này thì quy y thì chút nữa thầy đặt là Diệu Âm Đức Tính. Tính tức là tính tâm á, có tính tâm với Tam Bảo thì chút nữa quy y. Thì trước khi quy y đó thì sẽ mời cô Diệu Hồng này phát biểu cho đại chúng nghe về cuộc đời khổ đau của mình, rồi nhân duyên được qua bên Pháp. Thầy thì thầy cũng qua Pháp rồi nhưng mà chưa có duyên gặp cổ. Và nhân duyên qua Pháp rồi cái sự tu hành như thế nào khi hôm nay được về Pháp hội của thầy. Thì thầy trân trọng xin mời cô Diệu Hồng ha. Dạ, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con là Nguyễn Thị Lý, pháp danh Diệu Hồng. Nói về cuộc đời của con á, thì hồi trước khi mà con chưa qua Pháp á, thì cuộc đời con cũng nghèo khổ dữ lắm. Không có giống như, không có được may mắn mà được đủ ăn đủ bận như các người khác. Nhưng mà con cũng có cái tâm cầu nguyện được sau cái nhà con thì nó lụp sụp. Mà cũng do nó cái lòng hiếu thảo của con mới xin là cứ tối vậy đó, ai nấy người ta ngủ hết rồi, con cứ ra giữa sân con thắp nhang con cầu nguyện Phật và mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát hộ cho con được có cái điều kiện để con xây cái nhà lên cho cha mẹ con ở, rồi cho con tội nguyện con hầu hạ cha mẹ con vậy đó.
Mà hồi đó con cầu nguyện thì con chỉ cầu nguyện sao có được, thì làm ít mà ăn nhiều sao được có. Cái con cầu nguyện trong ước trúng số để cho con có điều kiện con xây nhà lên. Nhưng mà con cầu nguyện một thời gian vậy đó, sao cái con cũng gặp may mắn, con gặp được chồng con giờ đây. Ổng cũng xây cho cái nhà cũng cao dữ lắm, cũng 3-4 mê vậy đó. Cái ổng mới làm giấy báo lãnh cho con qua đó, qua Pháp. Qua Pháp trong thời gian đi làm thì đi làm cũng cực lắm. Túng mình qua muộn mà chữ nghĩa tụi Tây đó học mình không biết nữa. Cũng đi làm lao động vậy đó. Mà đi làm thì trong cái thời gian đi làm thì sợ ma quá à, niệm Phật. Niệm Phật cho bớt sợ ma. Tự vì làm trong hãng có mình ta về hết rồi mình mới vô dọn dẹp. Thì trong hãng có mình cứ niệm Phật cho khỏi sợ ma. Thì niệm Phật hoài, niệm hoài, niệm hoài. Xong cái năm 2007 đó, cái con ông già con mới mất, cha con mới mất đi. Thì con về thì con cũng không biết làm sao. Tự cái chữ hiếu mình chưa có báo xong. Lúc còn ở cha mẹ thì mình trẻ, cha mẹ trẻ mình đâu có giúp đỡ được cái gì. Ở khi mình đi xa, cha mẹ đã già rồi cũng không báo hiếu được gì, cũng không rửa ráy, ráy ăn uống hoặc không lo săn sóc cha mẹ được. Lúc đó ông cha mất rồi thì lúc đó ăn năn hối hận cứ niệm Phật để cho cầu xin tịnh độ cho cha. Mà hồi đó không biết tịnh độ là gì, cứ nói con niệm Phật để cho cha con đừng có xuống địa ngục. Tự vì cái hiếu con chưa có trả xong mà giờ cha con đi rồi thì con ăn năn hối hận, con kiểu chỉ biết niệm Phật thôi. Thì bữa hôm nọ con mới tình cờ, con cứ ngày nào con cũng niệm Phật. Mà trời bên Pháp trời lạnh dữ lắm, mùa đông thì con niệm Phật ở trong nhà, mà mùa hè thì con cứ ra ngoài sân con niệm Phật. Tự vì con không có cái bằng Phật, thì chồng con là đạo mà ổng đạo Công giáo chánh cống luôn à. Cái con niệm Phật mà mỗi khi mỗi buổi tối đi làm về cũng khuya lắm, cứ ra ngoài sân niệm Phật. Rồi bằng mùa đông thì tuyết nó rơi quá, cứ ở trong nhà cứ bưng cái ông Phật ra, mà tự ông ở nhà có Phật sẵn rồi, cứ thỉnh ông Phật ra để lên cái bàn nhỏ nhỏ lạy Phật rồi niệm Phật, cứ A Di Đà Phật cứ niệm hoài. Niệm xong cứ tâm sự với Phật, nói Phật ơi, con bây giờ con muốn có cái trang thờ Phật dữ lắm, mà chồng con là đạo mà không biết cách nào để cho xui khiến cho ảnh để làm cho có cái bằng Phật, để con niệm Phật lúc nào cũng được, mà con cho con tội nguyện. Thì bữa hôm nọ tự nói chứ, ông ơi tôi muốn làm cái bằng Phật quá à, ông làm cho tôi đi. Ông nói vậy thôi để tôi đi mua dán về tôi làm cho đạt cái bằng Phật. Thì con cái gì con làm con có một điều cầu nguyện trước. Cái khi con mới nói thôi bây giờ ông ơi tôi ăn chay tháng 10 ngày đi ông. Ông nói ơi bà, tôi cho bà ăn chay tháng 10 ngày thôi nha, chứ ăn như má bà tôi không có cho đâu, tự vì má con ăn chay trường đó. Cái nó ở thôi được, cho tôi ăn 10 ngày tự dụ lần lần mà. Cái ông cho tôi ăn 10 ngày cũng được. Cái ăn 10 ngày cái sau thời gian cái con có nhiều cái chứng bệnh dữ lắm. Bệnh là bú cổ nè, rồi bệnh mỡ trong máu nè, rồi cái hai tay này đi làm nhiều nặng quá không có làm việc được. Nó tiêm cortisol vô đây, mà thường thường người nào mà tiêm cortisol rồi thì nó bị mục xương á. Coi như mà con chữa không 3 năm cũng không có hết. Ở nhà không đi làm nữa. Rồi nó đi kinê, đi tập dưới nước đó. Bác sĩ nó tập với mình, mà đi tập cũng không hết. Rồi uống thuốc cũng không hết, tiêm thuốc cũng không hết. Cái bữa đó con nói thôi ông ơi tôi không đi tập nữa đâu, tôi cũng không đi uống thuốc nữa đâu, tôi bực bội quá. Tự vì đi tập hoài không hết, thôi bây giờ tôi lại sám hối thôi. Tôi niệm Phật không có hết, mà chắc cái nghiệp chướng của tôi nhiều quá, thôi ông cho tôi chay trường đi, để mặt may tôi chữa bệnh của tôi mới hết à. Ông nói thôi vậy tôi nghĩ không chấp nhận, mà tôi cầu nguyện trước, cầu nguyện qua Bồ Tát với Phật Di Đà hộ sao cho con xin chồng con cho con ăn chay trường, ông chấp nhận nha. Cái con cầu nguyện cũng thời gian, cái con nói ông ơi tôi muốn ăn chay trường quá à, chứ tôi bệnh hoài, tôi uống thuốc hoài không hết. Ông nói thôi vậy bà ăn chay, tôi chở bà đi mua đậu cho bà ăn. Cái là Phật, cái con mừng quá, cái ổng chở đi mua đậu tàu hũ á ăn. Cái con nó nói ờ thôi được rồi, cho tôi ăn chay trường không, đừng có nuốt lời luôn nghe. Ổng nói không, tôi cho bà ăn. Cái bữa đó xong cái con mới cứ niệm Phật vậy hoài, mà con niệm Phật hoài như vậy mà con cứ than thở hoài.
Bữa đó hôm nọ con mới không đi làm nữa, tự hai cái tay nó đau quá đó, con không đi làm. Cái xong cái chị bạn con mới cho, có chị bạn ấy, con cũng có cái gần chỗ con ở có cái chùa, thì con có lên chùa, con buồn buồn mà lên chùa, nhiều khi làm công quả, có khi lại Phật rồi về. Thì bà bạn đó mới thấy, mới hỏi, ủa chứ em đi làm nữa, nó giờ không, hai tay em đau quá, em đi làm để em ăn, em ăn bóc luôn mà, sao em đi làm được. Nói thì quý vị biết, ăn bóc hả, bóc là ăn mà cúi cái đầu xuống chứ không dỡ cái tay lên được mà đút vô miệng nữa, nó đau vậy đó. Xong cái với chị cho em mượn, con mượn cái cuốn mà ngài Pháp Sư Tịnh Không giảng đó. Thì con vừa con coi, tự nhiên con nói thôi được rồi, cái kỳ này là mình xin ổng ăn chay. Cái lúc đó con nói thôi về mình coi cái này mình ăn mặn nữa thì không có tốt đâu, thôi xin ổng ăn chay, ổng cho ăn chay. Cái bữa đó cái chị bạn đó mới cho mượn cuốn sách đó. Chị mới nói chứ thôi bây giờ hả, tôi mai mốt mà tôi cái văn phòng này của tôi hả, mai mốt mà chị ước trong nhà chị thôi, chị đâu có biết là con ở nhà con niệm Phật. Chị mới nói mai mốt cái nhà của tôi mà có cái phòng rộng này xong á, thì tôi làm cái đạo tràng nhỏ nhỏ tôi niệm Phật. Thì chị chưa có ngủ hẳn đâu, mà chị nghe trong tay của chị nói chứ, nếu mà con niệm Phật là con rủ cho con Lý nó đi theo, với là tên con là tên Lý mà, rủ cho con Lý đi theo niệm Phật với con cho tội nghiệp nó lắm. Thì chị mới thấy con là có chồng tay mà không biết có chịu đi niệm Phật không. Mà cái bữa đó chị tổ chức lần đầu tiên thì chị không có con, thì chị than với chị bạn khác. Chị nói trời, nghe cái tâm nguyện của ai không biết mà gửi gắm mình như vậy, mà bây giờ mình không nói với nó thì thấy nó tội nghiệp quá, mà nói không biết nó đi được không. Thì cái chị kia nói thôi bây giờ chị cứ nói đại đi, chị có đi được thì chị đi, cho chị khỏi bị áy náy trong lòng. Thì chị mới nói, chị mới phone cho con. Cái chị mới nói chứ Lý ơi, chị có chuyện chị nói với em mà biết em làm được không, mà chị nói thì chị nói, mà em làm hay không tùy duyên nha. Nói dạ. Cái chị mới nói chứ chị cứ hai tuần chị tổ chức niệm Phật một lần, là một ngày một đêm, chị em có nhắm đi được không. Cái tự nhiên con nghe con xúc động, con khóc à. Tự nhiên con thấy như hình, không biết tại sao mà nó khóc dữ lắm. Chị nói không có được, chị nói thôi em bình tĩnh đi, có gì chị gọi phone sau. Thì chị con nói không được luôn. Thì con mới nói thôi để chờ cơ hội đã. Thì lúc đó con niệm Phật, con cầu nguyện. Con cầu nguyện sao mà Phật chứng, sao mà cho chồng con chấp nhận để cho con đi niệm Phật một ngày một đêm. Cứ mỗi lần như vậy đó, ổng chấp nhận cho con đi. Chứ ổng không cho con đi, tội nghiệp con lắm à. Con nói gì đó. Cái xong rồi con bữa đó con lừa cơ hội, con nói chứ ông ơi, tôi muốn đi niệm Phật quá. Ông nói ủa vậy bà niệm Phật ở đâu, niệm Phật ở chùa hả? Nếu không tôi niệm Phật tới nhà bà chị bạn mà bữa mình đi ăn đám cưới con gái bà đó. Bà đây, ông ở đây chứ ủa vậy bà đi chừng nào? Nói tôi đi sáng thứ bảy, tôi niệm Phật một ngày một đêm, vậy sáng thứ nhật tôi mới về lận. Ông nói vậy hả, vậy thôi sáng sớm tôi dậy sớm tôi chở bà đi. Cái là với Đạo Phật. Thì sáng thứ bảy đó ông để đồng hồ reo 6 giờ, thì thường thường ông đi làm thứ bảy là ông ngủ dậy trễ lắm. Mà hôm đó ông để đồng hồ reo 6 giờ sáng, ông dậy ông chở con đi niệm Phật. Con đi thì con để đồ ăn, con viết sẵn cái gì để ham ăn là viết sẵn hết, con đi. Con đi từ sáng thứ nhật á, con mới phone ổng lại ông chở con về. Cái ổng hỏi về bà tu sao vậy? Con mới nói thì tối đó tôi cũng bằng đầu ha, tụng kinh xong tôi niệm Phật xong tôi đi kinh hành. Tôi đi kinh hành xong mà tôi lại sám hối vậy đó. Cái ông nói vậy hả, vậy bà thấy vui không? Đấy tôi đi vậy tôi thấy tôi an lạc, tôi vui dữ lắm, mà ông chấp nhận tôi cảm ơn ông rồi đó, coi như tôi chia phước lại cho ông một nửa luôn đó à, chứ không phải thì tôi giận mình tôi đâu à, mà tôi cầu nguyện cho ba má của ông nữa à. Con nói ông với nó ờ vậy thôi cũng được, vậy thôi chừng nào bà lâu lâu bà mới đi một lần, nếu cứ hai tuần tôi làm lần, hai tuần tôi đi một lần vậy đó. Cái ông chấp nhận cho con tù vậy, không cho con chay trường luôn. Cái bữa đó con mới nói chứ vậy thì ông có muốn theo Phật giáo chung với tôi không? Chứ bằng đầu con dụ, con không phải dụ, con nói ông mà tôi mà mai mốt mà tôi lỡ có đi theo Phật á, ông đựng vô tôi nha. Ông đựng kêu tôi chở đi nhà thương gì hết, ông kêu bạn tôi tới niệm Phật cho tôi nha. Cái ông nói ừ, rồi mai mốt mà ông có chết trước tôi cũng làm giống vậy, ông chịu không? Ông nói không chịu. Ông không chịu. Ê, con có thấy chứ thôi bây giờ ông tập ăn chay, tôi ở nhà tôi không cho ông ăn chay, nhưng mà ông lên chùa, mỗi khi đi chùa bán cơm chay, bán đồ chay đó, thôi mình đừng nấu cơm ở nhà, mình lên chùa mình ăn, mình mua mình ăn, ông chịu không? Ông cũng chịu. Rồi cái kỳ này về gặp thầy, cái con mới nói chứ
trời, ông suy nghĩ cho kỹ đi, tự ông đòi quy y mà. Mà ở bên Pháp cũng có chùa, nhưng mà ông nhìn ổng có duyên với mấy ông thầy đó. Ổng không có nói gì, cái xong về gặp thầy. Cái ổng ở đây, con ở đây chết đó, ông gặp thầy rồi ông suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu mà ông có duyên thì ông quy y với thầy này. Đó, thầy này là tôi thường bắt ổng lấy đĩa cho con coi á mà. Cứ ở trên internet coi không biết lấy ra làm sao, ổng lấy ra thành đĩa để cho con coi cho dễ đó. Thì ổng ưa in kinh này cho con nữa. Con có nói đó, thì ông coi thử quy y, suy nghĩ cho kỹ đi nha. Mà ông quy y vậy cha mẹ em có bằng lòng không đi, chứ cha mẹ tôi đẻ xác tôi ra, chứ còn suy nghĩ của tôi phải muốn làm gì tôi làm. Thì tôi muốn theo Phật thì tôi theo Phật chứ. Thì để tôi về gặp Phật. Tôi về kỳ này là tôi quy y luôn á. Thì ông gặp thầy hồi bữa chiều thứ sáu là ông xin để ông làm quy y. Ông khoe với con là ông nói, ồ bữa nay tôi có sư phụ rồi nghe bà. Đây là tôi có sư phụ rồi đó. Cái con mới nói, ông quy y sau tôi mà không có sư phụ. Còn tôi không biết sư phụ tôi ở đâu nữa. Tự hồi xưa còn nhỏ xíu mà má mới dắt đi quy y đó, là con đâu biết thầy con ai đâu. Đó. Rồi khổ quá cũng lưu lạc tùm lum vậy đó. Ông nói đó, tôi có sư phụ của tôi đó. Cái bữa tối đó ông mới gọi điện thoại về nhà, ông biết với má con, má ơi con đi gặp thầy con quy rồi nha. Mà con hứa với thầy là con chay tháng 10 ngày đó. Con chay tháng 10 ngày. Thì má con nói trời vậy biết nó làm được không, mà nó hứa gì không biết, hứa mang tội chết nữa không. Má yên chí với tụi Tây nó nói đã làm à đó. Rồi xong hôm qua tới đây thì con tới đây là hai chồng con tới là cũng chiều 4 giờ rồi. Thì lúc đó gặp cái vừa cái buổi công phu buổi chiều. Thì con nói cho ổng, nói con chứ bà ơi thôi bây giờ bà làm, bà ngồi bên cái người phụ nữ, cái nhóm phụ nữ của bà đi. Tôi lại tôi tìm cái nhóm của người thanh niên đó, tôi ngồi chung với người ta. Cái bộ hay hơn mà. Nó nói thôi nếu vậy ông theo người ta ông tu nha. Ổng nói tôi biết rồi. Thì ổng lại qua cái xóm của mấy người đàn ông đó. Ổng tu mà con rình rình con cũng dòm thử ổng có tu không. Thì con thấy người ta đứng lên thì ổng cũng đứng lên. Rồi người ta quỳ xuống ông cũng quỳ xuống, ông cũng lại cũng qua cái hết cái thời cúng luôn hồi chiều hôm qua. Con mới ra con hỏi ổng chứ vậy ổng nãy ông đọc sách không. Ông nói người ta đưa tôi sách tôi đọc hết mà tôi không biết trong đó là gì. Thì con mới nói vậy nè, con mới nói cũng giống cho cuốn sách của ông có ở nhà, tự giờ ông có kinh A Di Đà mà tiếng Tây, ổng tụng bằng tiếng, ổng đọc bằng tiếng Tây mà kinh A Di Đà đó. Con nói trong đó nội dung Phật cũng nói bao nhiêu đó, như cũng có sách của ông đọc bên nhà vậy đó. Ông nói té ra vậy hả? Hỏi vậy là ông thấy cái ông có an lạc không? Nói tôi lạy Phật xong tôi thấy tôi khỏe mà điều tôi mai mốt bạn mua tôi bộ đồ như mấy cái ông đó tôi bận tôi lạy rồi dễ hơn. Chứ cái tôi mặc cái quần jean á tôi lạy xuống lạy lên nó khó quá, nó chặt nó đau cái chân của tôi. Mà cái con mới nói chứ vậy thôi được rồi, vậy ông về đi ông bắt chước làm hoài luôn nha. Ông nói không, tôi không hứa về đi ông, tôi không hứa à. Hỏi sao vậy? Ở đây thì tôi hứa tự ở đây khí hậu nó tốt, nó không có làm cho tôi đau lưng. Mà về bển bây giờ nó làm tôi đau lưng, tôi hứa tôi không làm tôi mang tội, tôi xuống địa ngục. Con mới nói thôi được rồi, ông không làm cũng được, nhưng mà ông ngồi trên ghế niệm Phật thôi cũng được nè, cái đó là được. Chứ biểu tôi lại giống gì không biết có được không, tôi không hứa đâu nha. Tự vì tụi Tây nó uy tín lắm, nó nói nó làm. nó không có nói sai. Vì là ổng cũng biết mà. Ổng nói nếu mà nói sai thì xuống địa ngục. Tự ổng có cuốn sách đó sẵn à. Không biết là ông này chắc cũng ông vô về khi mà tôi ơn ảnh, tôi về nhà ảnh cũng có con về nhà ổng con sống thì nhà ổng cũng có Phật nhiều lắm. Ổng mua Phật mà ổng không có thờ, ổng chỉ trưng trong tủ thôi. Mà sách Phật cũng có, sách đi lên trên thiên đàng cũng có, sách xuống địa ngục cũng có. Rồi mà Phật thì Phật chồng con ổng thỉnh nhiều nhất là Phật Tổ với Phật Thích Ca. Trong nhà rất là nhiều, chỗ nào ổng cũng để. Ổng để tượng Phật ổng trưng tùm lum. Đó. Thời bữa con mới ổng làm cái bàn thờ xong, ổng mới nói thôi để tôi đi thỉnh cái ông Phật khác bự hơn, tôi để lên cho nó đẹp. Chứ cái ông Phật này nhỏ quá. Con mới nói không, ông Phật này tôi có duyên với ổng từ hồi lâu giờ, tôi về đây tôi niệm Phật với ông Phật này. Thôi ông đừng có mua Phật khác, để ông Phật này được rồi. Chứ tôi có duyên với ổng từ hồi giờ, tôi cứ thỉnh ra thỉnh vô tội nghiệp lắm.
bây giờ tôi có chỗ rồi tôi phải dâng ổng lên tôi cúng cho tôi niệm chứ tôi không có đổi Phật khác đâu. Ông nói vậy thôi tùy bà nha. Đó là tôi không hứa, tôi muốn cho bà cho đẹp vậy đó. Cái bữa hôm mà ông làm cái bàn thờ xong, con có cái bình bông nhỏ vậy đó. Ông nói cái bình bông nó không có đẹp đó, tôi mua tặng cho bình bông đẹp để cho bà thờ Phật cho nó trang nghiêm. Ông ra ông mua cái bình bông thiệt là đẹp, ông tặng cho con để con thờ Phật. Rồi cái ngày đầu tiên mà ông làm cái bàn thờ Phật xong, con nói cho quý vị nghe, quý vị cười. Ông đi làm, ông nói Phật ơi con đi làm nghe Phật. Dạ. Rồi xong cái chiều về đó, Phật ơi Phật khỏe không Phật? Rồi con mới nói chứ, con nói trời ơi, ông ơi, con để lúc đó con sợ ông quê con không có nói. Cái chập lâu con mới nói ông ơi, ông đừng hỏi Phật khỏe không nghe, ông thưa Phật đi làm là đúng rồi. Nhưng ông về ông đừng hỏi Phật ơi khỏe không. Ông hỏi sao ông hỏi được vậy, từ bà tôi cũng hỏi bà khỏe không vậy. Tôi nói tôi là khác, tôi là khác còn Phật là khác. Phật là cho mình sức khỏe, Phật là coi như là Phật Pháp. Không có thể nào mà nghĩ bà cái sức khỏe của Phật được. Ông nói vậy hả, thôi bữa sau tôi không hỏi nữa. Nên từ bữa sau ông không hỏi mà ông chào, ông nói thưa Phật con đi làm về. Đó, cái ông nói thưa Phật con đi làm về. Nhiều khi con làm bông chuối rồi bông trái cây đồ, con nói thôi ông, con tạo cho ông cái duyên. Con thấy ông ơi, ông bưng cái trái cây nào để lên đi, ông kêu Nam Mô với Đà Phật, con mời Phật đi. Đó. Rồi cái xong mà khi nhiều khi con thỉnh trái cây xuống, con thấy ông ơi, ông chắp tay ông xin Phật, nói Nam Mô với Đà Phật cho con xin cái lộc để chúng con ăn. Đó vậy đó. Mà cái gì nói chung cho quý vị biết đó, cái gì con làm con cũng niệm Phật hết á, con cũng cầu nguyện hết. Con cầu nguyện mà không có cái gì là thất bại hết, toàn là thành công hết, không có cái gì là thất bại hết. Chứ con nghĩ con trúng số Việt Nam, con không xây cái nhà 4 tầng đủ nữa. Nhưng mà ông chồng cho tiền xây được cái nhà cũng cao dữ lắm. Cha mẹ ở cũng ấm cúng. Đó. Rồi hả, mà giờ con nguyện ổng, ổng là người đạo Công giáo chánh tông mà. Mà con không phải con rủ ông đi theo Phật giáo. Mà ông nhìn thấy cái tư cách của con tu. Rồi sau đó con không có đi chữa bệnh, con kể cái chuyện không đi chữa bệnh bữa sáng hôm nọ. Ổng mới nói chứ để tôi coi, con nói chứ ổng nói về hưu rồi là ổng không có cho con dậy sớm để niệm Phật đâu. Con mới nói ông nói gì kỳ vậy, thôi được rồi ông không cho dậy sớm cũng được, mà ông cho tôi, con hợp đồng với ổng là một ngày 2 tiếng, ông cho tôi buổi trưa 1 tiếng, buổi chiều 1 tiếng. Ổng nói được, buổi trưa 1 tiếng, buổi chiều 1 tiếng được, chứ bà đừng có làm luôn buổi sáng luôn nha, đừng có làm như mấy người có đậu hồi đó, cứ lúc nào cũng lạy lạy đó. Cái con nói được rồi. Thì bữa sáng hôm nọ ảnh về hưu rồi mà con cũng vẫn dậy sớm, có quen cái tật rồi. Con dậy sớm con công phu. Thì ổng nghe tiếng con niệm Phật ở ngoài thì phòng khách á. Thì ổng ra, ổng ra ổng cũng không nói gì, ổng ngồi lên cái ghế salon, ổng coi cái cách con lạy Phật. Rồi ổng bảo ổng vô ngủ tiếp. Ổng nói vậy bà làm vậy bà hết đau tay á hả? Nói ừ. Thì ngày lúc đó tôi nói với ông, tới giờ tôi không bác sĩ, tôi không uống thuốc, tôi không làm cái gì hết. Mà tự nhiên bây giờ cái tay tôi dơ lên, tôi xách đồ nặng rồi tôi làm coi như người bình thường, tôi không uống thuốc nữa, cái bú cổ nó cũng mất luôn. Rồi coi cái gì không còn nữa, cứ 3 tháng bác sĩ nó cho đi xét nghiệm một lần, tại vì nó không tin tưởng. Nó không tin tưởng tại sao mà mình hết bệnh. Bây giờ cứ vẫn 3 tháng nó cứ cho con đi khám xét nghiệm lần vậy đó, nó lấy một mớ máu vậy cái để nó xét nghiệm thử. Mà không còn cái bệnh gì trong người, coi giờ không có bệnh gì cũng nhờ cái niệm Phật không. Niệm Phật cái lợi lại sám hối, có khi buổi môi với Đạo Phật. Và con còn con niệm Phật hồi xưa mà con chưa có cái ông, con chưa có cái bằng Phật á. Con cứ ra ngoài sân con niệm Phật á, thì con nghe cái mùi thơm nó cực kỳ lạ. Không phải là dầu thơm, mà không phải cái gì, cái mùi thơm nó không có tả được. Hồi giờ chưa bao giờ từng nghe. Mà còn cái lúc mà con nói là con không uống thuốc mà con hết á, thì cũng coi 3 năm con chữa, vậy là cũng 3 năm rồi không bớt. Rồi sau này con niệm Phật nó cũng an lạc một chút thôi, chứ nó cũng không hết bệnh. Cái khi con lại sám hối, con bắt đầu lại sám hối là khoảng 3-4 tháng thôi. Con lại sám hối mỗi buổi sáng 300 mấy chục lạy. Là vì con lại 3 biến như vậy. Con lại 3 lần sám hối mỗi buổi sáng. Thì con dậy sớm á, là con lại sám hối như vậy. Mà cái tay con hết đầu nào con không biết. Bằng đầu con dở thấp thấp riết hồi con dở thiệt cao. Con dở thiệt cao con cũng quên cái tay con đau luôn. Tự lại được đâu nghĩ nó đau đâu. Cứ ủa sao nay cái tay mình sao dở cao dữ người ta. Cái dở thử lên, dở thử là quay quay lên gì nó cũng bình thường. Cái tự nhiên nó hết luôn, hết bệnh không uống thuốc, không có gì hết. Mà con cũng Nam Mô Di Đà Phật, con cũng nhờ niệm Phật với lại sám hối. Đó là con
con chưa gặp thầy mà dạy con tu, con chưa bao giờ gặp, con chưa bao giờ gặp ai bày con cái cách thức. Nhưng mà con coi trên đĩa là thầy có gửi cho con một cái băng đĩa và cách thức tu, thì con coi theo đó mà con hành trì. Mà cứ mỗi 2 tuần thì chị em chúng con là khoảng 5-6 đứa gì đó, cứ tu một ngày một đêm, cứ 2 tuần là một lần. Cứ chị em con cứ làm giống vậy, cứ ông biết cái thân phận là cứ mỗi 2 tuần là phải chở con đi 1 lần. Là trong nhiều khi con phải chia ra cứ 2 tuần là ảnh đi về nhà má ảnh 1 lần. Thì con cứ chia ra nói thôi ông ơi bữa nay tôi không có đi về má ông được, ông phải chở tôi đi niệm Phật. Ông nói thôi bà đi niệm Phật thì tôi về nhà má tôi một mình. Chưa bao giờ mà ông đi về nhà má ông một mình đâu. Nhưng mà Phật xây chuyển sao ông cũng chịu luôn. Ông nói thôi được rồi tới chở bà đi niệm Phật quan trọng hơn. Cái ông chở con đi niệm Phật, ông không có đòi hỏi là con phải về nhà má ông trong 2 tuần. Đó, Nam Mô A Di Đà Phật. Thành con thấy cái niệm Phật này là con tin tưởng dữ lắm. Tôi thì hồi giờ coi như hồi xưa con niệm Phật con không biết con niệm Phật con đi về đâu, mà con niệm con cũng linh, con niệm cũng đúng, con niệm mà con nguyện cũng được nữa. Chứ không, bây giờ con biết con niệm Phật con đi về đâu rồi thì không nói rồi. Hồi xưa con niệm Phật con đâu biết con niệm Phật rồi con sẽ đi về đâu đâu. Nhưng mà tự nhiên con cứ niệm Phật, cứ tự nhiên niệm, cứ niệm hoài. Nhiều khi con đi ngoài đường con niệm Phật con sợ người ta nói con khùng á, con lấy cái điện thoại con ra, con không bấm lên mà con giả bộ như con nghe vậy đó, như con nghe ai nói chuyện để con niệm Phật. Chứ con đi ngoài đường mà đi xe buýt mà đó thì con tụi tay không có đâu có biết mình niệm Phật hay nói chuyện với ai. Nam Mô, con cứ móc cái điện thoại ra con giả bộ con để một lỗ tai vậy nè, con cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì tụi tay đâu biết mình niệm Phật hay nói chuyện gì, hà hát hay gì đâu, đâu biết đâu. Thì Nam Mô A Di Đà Phật, con cứ quen vậy rồi con cứ làm vậy hoài. Xe tà tông mét à, xe đi ôm ruột đi, tôi cũng ta ngồi bàn. Très content. A Di Đà Phật. Voilà, je suis venu au monde par mon papa, ma maman, avec la religion catholique. Maintenant, j'ai choisi la religion bouddhiste. J'espère partir au ciel avec la religion bouddhiste. Come on, Nguyen. A Di Đà Phật. Tại vì ảnh nói là cha mẹ ảnh, tất cả gia đình ảnh toàn là người Công giáo. Nhưng ảnh cũng là người Công giáo đầu tiên ở trong gia đình ảnh. Nhưng bây giờ ảnh nghĩ là ảnh phải theo Đạo Phật. Ảnh muốn là đi chết được lên trên cõi cực lạc. Ảnh muốn về Tây Phương cực lạc nên ảnh phải theo Phật giáo. Như Đạo Phật. A Di Đà Phật. Je voudrais avoir une pensée à ma maman qui est à l'hôpital. Je suis très triste pour elle. Ông nói là ông có một người mẹ mà hiện giờ mẹ ảnh thì đang nằm nhà thương, nên ảnh muốn là đi niệm Phật thế này có thể cầu nguyện cho mẹ ảnh nếu mà có được giảng sanh cũng được lên trên cõi cực lạc cùng với ảnh luôn. Nhưng tự vì như Đạo Phật. Tự vì con cũng có giải thích với ảnh, con nói nếu mình tu thì cha mẹ mình cũng được hưởng phước, thì tất cả mọi người cũng được hưởng phước, như em niệm Phật em cũng cầu nguyện cho tất cả mọi người. Con nói với ảnh vậy đó, thì anh cứ nếu mà anh cứ bước con đường như chúng ta như vậy thì anh có thể niệm Phật cùng cho cha, dùm cho cha mẹ của anh nữa, cũng như tôi đi niệm Phật dùm cho cha mẹ của tôi cũng vậy, cũng tất cả mọi người, thì anh có bắt chước vậy đi. Dạ, ông biết vậy rồi đó. Ôi ruột đuối, tông máy tâm đi, ôi ruột đuối. Tụi bạc ti là bồ đít, avet et sông nông, sông rồi sông nông, tụi cùng tăng hồ bạc. Et là, je suis très content, maintenant je suis bouddhiste. J'ai changé mon nom. Je suis très très reconnaissant avec mon maître vénérable. Kamanunam Hadi Dafab. Ông nói là ông hôm nay ông rất là xúc động khi ông gặp được sư phụ, ông được quy y, ông có một cái tên mới trong cuộc đời của ông, ngày hôm nay rất là hạnh phúc, ông có một cái tên rất mới và được một người sư phụ để cảm ơn nhiều lắm. Thưa quý vị, thầy rất là cảm xúc
một cô Phật tử ở Nha Trang từ nơi nhà nghèo khổ cầu nguyện trúng giấy số mà không trúng giấy số, trúng ông Tây. Trúng ông Tây còn hay hơn trúng giấy số nữa. Xây nhà đổ được mấy mê. Mấy cô ở đây đừng có về cậu kiểu đó nữa nha. Cậu trúng tay đi. Thực ra cái cầu này là do cái nhân duyên phước báu nhiều đời nhiều kiếp giữa cô này với ông ta, với chú này. Cho nên thành ra là tuy rằng người Công giáo nhưng mà lại thích mang Phật vô nhà trưng bày. Thành ra là hai người có duyên với nhau, người ở bên Tây, người ở bên ta. Ha? Thế vậy mà về gặp nhau. Có duyên ngàn dặm cũng gần ha, đó cũng gần nhau. Thành ra thì cổ kể cuộc đời cổ mà lúc khổ mà qua làm đến nỗi mà hai cánh tay nó đau không có cầm cơm ăn được mà cúi đầu sát xuống để đưa cơm lên. Thế mà cổ niệm Phật cổ lại sám hối không uống thuốc gì mà hết bệnh. Đây là nhân chứng sống nha. Đây là nhân chứng sống có không phải là đóng phim á. Mấy người ngồi trực tiếp ở đây cũng như coi qua màn ảnh nhỏ trong cái đoạn phim này. Đừng nói ông thầy nhàn ông mời rồi ông dựng lên rồi nói bậy bạ, niệm Phật là tự nhiên hết bệnh, nói chuyện nói láo. Không tin đừng có nói vậy. Cô này có nói rất là thật. Hôm qua con nói một câu là ông kêu sở dĩ ông chồng con không tin con là từ trước đến giờ là ông nói con chưa khi nào nói láo với ông một lần, đừng có nói lần thứ hai. Cho nên ông tin con. Và ông thấy cuộc đời của con đi tu niệm Phật hết bệnh và đúng quá, cho nên bây giờ ông theo để quy y để tu hành. Vì vậy cho nên thành ra là cái cảm xúc mà bưng Phật ngồi ở bên ngoài trời để mà niệm Phật mà nghe mùi thơm, tha thiết như vậy nghe mùi thơm. Cho nên cái đây là cũng một cái sự việc rất là kỳ đặc không quý vị ha. Rất là kỳ đặc. Và đầu tiên thầy được quy y với Đức Phật A Di Đà là người Tây. Thì ông nói sư phụ thì ông thích vậy thôi, chứ đúng ra tất cả mọi người quy y với Đức Phật A Di Đà thì Đức Phật A Di Đà là thầy, là sư phụ của quý vị hết. Nhưng hôm nay thì thầy mới Phật tử mới cúng một số những cái chứng điệp quy y Tam Bảo. Ở trong này ai có quy y pháp hội mình mà chưa có chứng điệp á, thì quý vị chút nữa ra bên ngoài có một cái bàn, đừng có chen lấn, mấy chú sẽ ghi mấy ngàn tờ đó. Mấy chú sẽ ghi tên cho quý vị vô đây, thầy đóng mộc tuần sau lấy. Bây giờ thầy cấp hai cái bằng phái quy y cho hai vị này. Trước khi quy y xong thì thầy cấp một cái tờ giấy quy y này. Thì để ông mang về ông khoe với mẹ, khoe với cha. Thành ra thì hôm nay có cái phái quy y này. Dư diệu Phật Pháp nhiệm bầu thầy thấy nó cũng rất là nhiệm bầu. Nhưng mà tuần sau thì cả hai vợ chồng cũng khá đặc biệt. Quý vị nhớ đi xem nha. Rồi thôi giờ đây thì chúng ta đứng dậy để hồi hướng nha quý vị nha. Nguyện đem con đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Xà Lê Tồn Niệm. A Xà Lê Tồn Niệm. Con đệ tử Diệu Âm. Con đệ tử Diệu Âm. Kể từ hôm nay. Kể từ hôm nay. Thân mạng còn sống. Thân mạng còn sống. Cũng như các hương linh. Cũng như các hương linh. Hương linh thai nhi đã qua đời. Hương linh thai nhi đã qua đời. Xin quy Đức Phật A Di Đà. Xin quy Đức Phật A Di Đà. Nguyện túc trung tôn. Nguyện túc trung tôn. Xin quy y pháp. Xin quy y pháp. Ly dục trung tôn. Ly dục trung tôn. Xin quy y tăng. Xin quy y tăng. Trung chúng trung tôn. Trung chúng trung tôn. Đặc biệt ưu tiên cho một vị người Tây ở bên Pháp về quy y, cho nên hôm nay thầy trao phái quy y ha. Còn Phật tử thì tuần nào cũng gặp được thầy rồi ra kia lấy ha. Rồi. Nói đây là cái phái quy y để khi mà ổng mất á mình bỏ theo. Con mà tôi bạc tiền sen á. Bạc tiền vét sa. À bạc đăng cá ta. Mẹ đăng là mẹ rồi. Rồi quý vị cho anh chàng hát tay đi. Thưa quý vị, đây là tâm nguyện của chú Diệu Âm Đức Tính này, là muốn quy y rồi chụp hình với thầy nữa.
mà chụp trước bàn Phật để ông về ông khoe. Ở bên Việt Nam thì ngại lắm, quê lắm. Mình sợ người ta nói là mình quy y, mình quê mùa quá. Bữa nay người ta ăn nhậu đi chơi đồ, mình đi vô chùa muốn tu đồ, lỗ thời quá. Nhưng ổng thì ổng không có ngại cái chuyện này, vì ổng thấy người vợ tu hành đó có kết quả, cho nên ổng có tín tâm. Hôm nay là một cái nhân duyên, người thầy rất là hoan hỷ, không phải thầy muốn phô trương, hay là cái duyên tự động ổng về, rồi ổng có tâm nguyện muốn phát nguyện, tự nguyện chứ không có ai ép buộc hết. Ông rất là xúc động, như nãy nói đó, rất là xúc động trên cái ngày lễ hôm nay. Vì vậy cho nên một người mà khác chủng tộc, khác cái người Việt, nhưng mà biết tu là tốt lắm quý vị. Đây là một cái nhân duyên rất là thù thắng. Vì vậy hôm nay thầy hết sức là hoan hỷ, cầu nguyện Tam Bảo chứng minh cho Diệu Âm đức tính này tinh tấn tu hành, khi vãng sanh ông thấy được Phật. Mấy người này người ta đã tin Phật, khi đi về nói, khi đi làm nói Phật ơi con đi làm. Chắc trong này chắc chưa ai nói vậy không? Khi đi về nói Phật ơi Phật khỏe không? Người ta có tính đông không quý vị ha? Thầy thấy cái này thầy thấy đặc biệt, này đặc biệt quá. Rồi thôi hôm nay cũng là một cái nhân duyên khích lệ cho những người bên kia đại dương ha. Những người Phật tử, người Việt Nam chúng ta chưa biết theo Phật thì nên phát tâm theo Phật để quy y. Người từ bên Pháp, người Pháp mà người ta về người ta cũng thích quy y. Ông về ông gặp thầy sao tự nhiên ông mừng, ông vui, ông hoan hỷ. Đây là cái duyên đó quý vị ha. Thì thôi hôm nay thầy hết sức là hoan hỷ trong cái buổi sáng hôm nay. Rất ghi nhận cái tấm lòng của quý ni sư, quý sư cô, quý thầy về đây. Và rất là ghi nhận tấm lòng của quý Phật tử dành cái thời gian quý báu về đây để cùng tu với thầy. Thực ra thầy vẫn quý kính quý vị ở dưới đó cũng như nhau hết. Nhưng mà đây là mình khích lệ cho người nước ngoài ha quý vị ha. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 5 năm Nhâm Thìn 2012, tại Pháp Hội Niệm Phật A Di Đà tổ chức cộng tu một ngày giờ đây cho vị Phật tử phát Bồ Đề tâm, bỏ tịnh tài ra để phóng sanh. Quý vị được tài thí, quý vị mua tất cả loài chúng sanh này đem về để phóng sanh, để nghe Phật Pháp, được niệm vạn đức hồng danh A Di Đà Phật để sám hối nghiệp chướng của mình. Quý vị được công đức gọi là Pháp Thí. Đáng lẽ chiều hôm nay con chim con cá này bị cắt cổ nhổ lông chiên xào nấu nướng, đau đớn quằn quại sợ hãi rên la. Quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thấy là công đức sức khỏe sống lâu. Trong kinh Phật dạy này, tất cả các loài chúng sanh trong kinh Phật dạy, tất cả chúng sanh con chim con cá con ốc con lương đều có Phật tánh. Tuy nhiên tánh Phật quý vị do phiền não tham sân si che lấp, nghiệp chướng sâu dày, không biết bố thí cúng dường ganh tị, tạo nhiều nghiệp ác, cho nên thân thể quý vị phải mang loài súc sanh sống chết gửi tranh đau thớt. May thay được các bậc thiện thiện nhân mua các vị đem về để phóng sanh. Này tất cả các loài chúng sanh giờ đây quý vị hãy giữ lòng cho thanh tịnh để sám hối nghiệp chướng, quy y Đức Tam Bảo, chuyển kiếp để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, quốc giới hương, định hương, giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh văn đài, biến pháp giới, cúng dường thập phương Tam Bảo tiền. Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát Ma Ha Tát. Dương chi tịnh thủy, biến sai tầm thiền tánh không bác, đức lợi nhân thiên pháp giới, quảng tăng duyên diệt tội tiêu khuyên, họ diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. Phù thử thị giả bác công đức, thị tại tiên chân tiên tẩy chúng sanh nghiệp câu trần, biến nhập tỳ lô qua tạng giới. Ca trùng vô sứ bất siêu luân thủy, bất tẩy thủy diệu cực pháp thân trần, bất nhiễm trần phản tác tự kỷ, quyên trừ nội ngoại đảng địch đàn tràng, sái khô một nhi tán dương xuân khiết, ế ban nhi thành tịnh độ. Sở vị đạo nội ngoại trung gian vô trượt quế, thánh phàm ưu hiển tổng Thanh Lương Bồ Tát, liễu đầu cam lồ thủy, năng linh nhất đích biến thập phương tinh chuyên cấu, ế tận quyên trừ phổ sái pháp duyên tắc thanh tịnh này chúng hữu tình, bạc nhất thiết nghiệp chướng đắc sanh căn bản tịnh độ Đà La Ni. Nam mô A Di Đà Bà Già Đa Ta Già Đa Già Đa Điệt.
A Di Đà Đa Bà Tỳ A Di Đà Đa Tấn Cam Bà Tỳ A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Đà Đa Lan Đa Già Di Nì Già Già Na Chí Đa Ca Lệ Ta Bà Ha Nam Mô A Di Già Đa Già Đa Điệt Đà Tha A Di Đà Đa Bà Tỳ A Di Đà Đa Tấn Cam Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Ni Già Già Na Chí Đa Ca Lệ Ta Nam Mô A Di Đà Bà Già Đa Na Già Đa Già Đa Điệt Đà Tha A Di Di Đà Tấn Cam Ba Tỳ A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đế A Di Đà Đa Tỳ Ca Lan Đa Già Di Ni Già Na Chí Đa Ca Lệ Ta Bà ơi hỡi chúng sanh diệu âm ơi quy y Đức Phật A Di Đà Lượng Túc Trung Tôn chúng sanh diệu âm ơi quy y Pháp Ly Dục Trung Tôn chúng sanh diệu âm ơi quy y Tăng Chúng Trung Tôn chúng sanh diệu âm đã quy y Phật rồi bậc đọa địa ngục chúng sanh diệu âm đã quy y Pháp rồi bấm đọa bàn sanh chúng sanh đã quy y Phật canh quy y Pháp canh quy y Tăng canh chúng sanh đã tạo các ác nghiệp và đều do vô thủy tham sân si từ thân miệng ý phát sanh ra chúng sanh thảy đều xin sám hối Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tạng chúng sanh diệu âm ơi ở phương Tây thế giới an lành con nay xin phát nguyện vãng sanh cuối sinh được từ bi tiếp độ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc giới đại từ đại bi A Di Đà Phật 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 Đà Phật A Di 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 Đà Phật A Đà Phật A Di 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 Đà Đà Phật A Di 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 Đà Phật nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.